Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Lúc này đây, Hiểu Linh đang bế đứa bé hơn 1 tuổi trên tay. Tiếng khóc của đứa bé vang vọng trong căn phòng. Cô đang không ngừng dỗ dành. Thôi mà, nín đi con, cô thương, cô thương. Đứa bé gái vẫn khóc càng ngày càng to hơn. Hiểu Linh vô cùng bất lực. Để mẹ bế, mẹ thương mà, con đói rồi có đúng không? Tục Kỳ lúc này lên tiếng, hướng tay về phía của em bé. Hiểu Linh trả cục vàng cho cô bạn của mình. Chăm trẻ nhỏ đúng là quá vất vả. Cô chỉ vừa bế con gái của Tục Kỳ có một chút thôi, mà mồ hôi mồ kê đã vã ra như tắm vì hồi hộp bối rối trước tiếng khóc dữ dội của con bé. Tô Kỳ đút bình sữa cho con bé. Em bé đã nín khóc, nằm trong vòng tay của mẹ ăn sữa ngon lành. Hôm nay chồng của Tô Kỳ là Lục Tần vẫn đi làm như bình thường, cố ở nhà chăm con cùng với những người giúp việc khác. Mà Hiểu Linh thì rảnh rỗi, không có lịch trình cho nên đã tranh thủ sang đây chơi với bạn, sẵn tiện tâm sự chuyện tình cảm luôn. Chẳng là từ sau chuyện bất đồng quan điểm cách đây vài hôm thì cô và Giang Hạo Thiên như thể chiến tranh lạnh với nhau, ai cũng giữ vững lập trường và quan điểm của mình, một trong hai người không ai xuống nước trước, vậy nên vẫn còn đang tiếp tục chiến tranh lạnh giận nhau. Từ khi mà anh ta về vào hôm đó thì không nói gì với cậu luôn sao, Hiểu Linh? Hiểu Linh gật đầu. Anh ấy im lặng đến tận bây giờ luôn, đáng ghét thật đấy. Tô Kỳ nở ra nụ cười, ngồi xuống, tay vẫn đang cầm bình sữa cho con gái mình ăn sữa. Vì yêu cậu cho nên anh ta ghen đấy. Suy cho cùng thì anh ta phản ứng như vậy cũng có gì là sai đâu. Chẳng có người đàn ông nào khi mà yêu thật lòng lại có thể chấp nhận nhìn người con gái của mình dính đến tin đồn hẹn hò với người đàn ông khác. Có điều anh ấy chưa hiểu ý của cậu cho nên cả hai người gặp chút căng thẳng thôi. Hiểu Linh ngồi xuống bên cạnh Túc Kỳ, cô thở dài. Thật tâm cô nào muốn chiến tranh lạnh đâu, cô chỉ muốn cả hai người bình yên, tận hưởng hạnh phúc ở bên cạnh nhau từng ngày là đủ rồi. Mình tuyệt đối không phải hạng người đã có người yêu rồi mà còn đi tung tin hẹn hò với người khác. Giang Hạo Thiên có vẻ rất kích động, lần đầu tiên mình thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Túc Kỳ hất nhẹ vai, chạm vào vai của cô. Thế thì càng chứng tỏ Giang Hạo Thiên rất yêu cậu thôi mà. Hiểu Linh đang rất rối bời, biết là cả hai người yêu nhau say đắm nhưng mà giận dỗi nhau thế này thật sự rất mệt tim. Im lặng nốt hôm nay là tròn 2 ngày rồi, mình có nên chủ động làm lành không nhỉ? Nghe câu hỏi của Hiểu Linh, Tu Kỳ một mực phản đối. Tuyệt đối cậu không được xuống nước trước. Hơn nữa trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai, hai người là do bất đồng quan điểm, bất đồng suy nghĩ, cho nên cậu cứ chờ anh ta tìm đến cậu trước đi. Nếu như người ta yêu cậu sâu đậm, không thể nào dứt ra được, thì tự khắc sẽ chủ động làm lành thôi. Chúng ta là phụ nữ, làm giá một chút chứ. Lời tư vấn từ quân sư Túc Kỳ nghe cũng có lý, cô gật đầu thuận theo. Được rồi, mình sẽ nghe theo cậu. Cứ việc chờ anh ấy im lặng để xem anh ấy sẽ im lặng được bao lâu. Tô Kỳ nở ra nụ cười, thật thà nói với Hiểu Linh. Giống như mình và chồng mình, tuy hai đứa rất hiếm khi nào cãi nhau, nhưng mà cũng có những lúc bất đồng ý kiến khi mà tranh luận, nên sẽ im lặng, cho nhau không gian riêng để bình tâm suy nghĩ. Những lần như vậy, anh ấy lúc nào cũng là người chủ động làm hòa, sau đó vợ chồng lại vui vẻ bình thường. Mình hạnh phúc vì điều đó thể hiện rằng anh ấy rất yêu và rất trân trọng mình. Quả thật là người có gia đình nên cũng sâu sắc hơn. Cũng phải thôi, Túc Kỳ đã có trải nghiệm cuộc sống hôn nhân
Kinh nghiệm yêu đương cũng dày dặn hơn cô, nói ra được tâm sự trong lòng mà cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ mong cô và anh đừng cãi nhau, hờn giận nhau nữa, yêu nhau còn không hết cơ mà. Hiểu Linh nở ra nụ cười dịu dàng. Cảm ơn cậu nha, Túc Kỳ. Mình cũng hiểu ra được nhiều chuyện hơn. Cả đêm đó cô trằn trọc khó ngủ, dù quyết tâm chở anh xuống nước nhỏ nhẹ với mình trước, nhưng mà trong lòng cô vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Giang Hạo Thiên. Hiểu Linh lăn qua lăn lại trên giường, thoáng chốc cô lại mở điện thoại ra để xem xét. Cái tên này sao vẫn chưa gọi cho mình chứ? Anh không nhớ em sao? Cô chán nản úp màn hình điện thoại xuống giường. Nữ minh tinh trước đây chỉ lo nghĩ về công việc, tập trung kiếm tiền lo cho bản thân, báo hiếu ba mẹ. Đầu óc ngoài sự nghiệp ra thì chẳng nhọc tâm vì điều gì. Ấy vậy mà giờ đây, tâm trí cô cứ không ngừng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông đó. Nhớ đến giọng nói ấm áp của Giang Hạo Thiên, hơi thở nam tính lúc kề cận bên cạnh cô. Tất cả đều khiến cho cô mụ mị, không lối thoát. Đây có được xem là mê trai quá đỗi rồi không? Tâm tư đang rối bời thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Linh cảm mách bảo, cô bước ra phòng khách, nhìn vào lỗ nhỏ ở trên cửa, nở ra nụ cười. Cuối cùng thì người cần đến đã đến rồi. Cô chấn chỉnh vẻ mặt của mình trở nên lạnh lùng để xem là anh sẽ nói gì đây. Vừa mở cửa ra, cô còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã nắm tay cô, kéo cô vào trong lòng. Giang Hạo Thiên ôm cô thắm thiết, nhìn qua là biết mấy hôm nay anh cũng khó chịu trong lòng, chẳng kém cạnh gì cô, thậm chí còn không tập trung làm việc được. Anh nhớ em rồi, Hiểu Linh. Trong khi cảm xúc của anh đang rất sâu lắng, thì vẻ mặt của Hiểu Linh vui vẻ, thỏa mãn đến kỳ lạ. Cô thầm bái phục Túc Kỳ, cô bạn này dự liệu như thần, rất có tương lai làm bói toán. Bảo rằng anh sẽ đến tìm cô trước, thì ngay trong đêm anh đã không nhịn được, đến tận nhà cô thật rồi. Em cũng nhớ anh mà. Bước vào trong nhà, anh bám lấy cô không buông, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng. Muốn làm lành với vợ thì cần lắm sự trai mặt. Đặt cô lên giường, anh đưa tay chạm lên mái tóc dài mượt mà của cô. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh quá ích kỷ nên đã khiến cho em cảm thấy khó xử. Anh xin lỗi, Hiểu Linh. Cô nở ra nụ cười, vẻ mặt có chút nũng nịu của anh làm cô suýt chút nữa thì bật cười. Cô muốn thử xem phản ứng của anh ra sao, bèn lên tiếng nói. Vậy là anh không phản đối em chuyện em tham gia bộ phim Gọi Ngày Nắng Về có đúng không? Câu hỏi của cô làm cho người đàn ông hoang mang. Tâm trạng anh trong phút chốc đã bối rối. Thật tâm là anh đã cố gắng suy nghĩ thoáng hơn rồi, thế mà vẫn không chấp nhận được chuyện cô nhận lời đóng phim rồi ghép đôi với người ta. Anh dự định sau khi hai người làm lành sẽ đưa ra hướng giải quyết cho sự việc lần này. Nhưng câu hỏi vừa rồi của cô đã chạm đến nỗi lo âu trong lòng anh. Giang Hạo Thiên đang nghĩ rằng phải chăng là cô rất muốn tham gia bộ phim đó, dù biết rõ cô và diễn viên nam kia sẽ ghép đôi với nhau, kể cả là ở ngoài đời. Một cảm giác hụt hẫng, đau đớn dâng lên trong lòng anh. Em muốn nhận bộ phim này sao? Cho dù anh là chủ tịch của công ty quản lý, các hoạt động trong showbiz của cô phải được sự đồng ý và theo sát của công ty. Thế nhưng lần này công ty hợp tác làm phim Gọi Ngày Nắng Về cùng đạo diễn Kim Nam Đông. Bên cạnh đó vai nữ chính từ lâu đã được nhắm đến cho Hiểu Linh rồi. Nếu như anh phản đối việc cô nhận vai thì anh chắc chắn phải đưa ra được lý do hợp tình hợp lý. Còn không thì việc cô quyết định nhận vai theo lời mời của đạo diễn và đúng luật của công ty, anh cũng không thể nào ngăn cản. Trừ khi anh dùng tiền, dùng quyền lực để mà ngăn cản. Có điều anh sẽ không làm như vậy, bởi vì anh tôn trọng cô, tin vào sự hiểu chuyện và tin vào tình cảm cô dành cho mình. Trong nét mặt của người đàn ông tự dưng lại trở nên căng thẳng, cô liền nhận ra mình không nên đùa thêm nữa. Cô vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn, sau đó mới giải thích. Hôm qua em đã gặp đạo diễn Kim rồi. Em đã nói mình không nhận vai diễn nếu đó là bộ phim ghép đôi nam nữ chính ở ngoài đời. Ánh mắt anh say mê nhìn cô, đang chăm chú nghe cô nói. Cô thật sự là không làm cho anh thất vọng. Sau cùng thì anh cũng biết đối với cô anh quan trọng hơn vai diễn kia. Và nỗi lo lắng trong lòng Giang Hạo Thiên
đã hoàn toàn tan biến rồi. Anh ôm chầm lấy cô, khẽ nở ra nụ cười, trong lòng có chút suy tư. Nhưng đó là vai diễn mà em đã mong chờ từ lâu rồi. Cô khẽ lắc đầu. Điều em mong chờ là chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Không có vai diễn đó, em sẽ có những vai diễn khác. Hơn nữa, dù em còn độc thân, cũng không nhận vai diễn ghép đôi với người mà em không yêu. Đối với em, tình yêu là một điều đáng trân trọng và nhất định phải xuất phát từ trái tim. Anh có chút bất ngờ khi mà cô gái nhỏ tuổi này lại suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc đến như vậy. Có lẽ anh đã lo nghĩ quá nhiều, trong khi Hiểu Linh suy nghĩ rất trưởng thành và chín chắn. Tình yêu đơn giản là vì nhau, mỗi người dẹp bỏ cái tôi đi một chút, đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể thấu hiểu, cảm thông cho nhau thì sẽ sớm nhìn ra vấn đề thôi. Anh đặt nụ hôn lên trán cô. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng và ấm áp. Đêm nay anh ở đây có được không? Cô nở ra nụ cười. Giữa đêm anh chạy sang nhỏ cô. Vừa nhìn đã biết anh cũng đang chằn trọc suy nghĩ về việc cả hai người giận nhau nên không chợp mắt được, cho nên quyết định sang đây chủ động làm lành. Anh biết rồi mà còn cố tình hỏi. Giang Hạo Thiên trưng ra vẻ mặt ngây ngô. Đâu, anh có biết gì đâu. Em phải nói thì anh mới dám ở lại chứ. Nói xong anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng chiếm lấy cái môi mềm, bàn tay hư hỏng đưa xuống để mà thả dây áo của cô xuống. Cô cảm nhận chuyện anh sắp làm là gì. Làm lành thì làm gì có chuyện nói miệng là xong, phải được xác nhận bởi cuộc chiến ở trên giường. Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, anh dần dần đẩy người ra đằng trước, đồng nghĩa với việc cô dần dần ngã người ra sau và nằm hẳn xuống giường. Anh hôn lên bờ vai quyến rũ, đưa tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể của cô. Dáng người thon thả, mùi hương quyến rũ thoang thoảng làm cho người đàn ông chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch cô mà thôi. Cứ như vậy, cả đêm dài đằng đẵng, hai người làm lành cho đến tận buổi sáng. Căn phòng ngập tràn mùi hương của sự ái ân. Tỉnh giấc sau đêm dài vận động, Giang Hạo Thiên nghiêng người, vòng tay muốn ôm lấy cô gái bên cạnh, nhưng mà cảm giác trống trải làm cho anh bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Hiểu Linh, Hiểu Linh. Căn phòng im lặng, không có hồi âm. Anh vội vàng bước xuống giường, nhặt quần áo trên sàn mặc vào và nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, anh thấy cô đang nấu nướng ở dưới bếp, vừa tiến đến gần. Đằng sau cô, anh đã cất lời. Em đang nấu món gì thế, Hiểu Linh? Cô đang nêm nếm nước súp, nghe giọng nói của anh thì quay người lại. Em nấu bún bò, anh không ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của món ăn sao? Giang Hạo Thiên lúc này nghĩ đến việc anh không thể nào ngửi thấy mùi hương của những thứ xung quanh. Anh nghĩ cũng đến lúc nên nói cho cô biết rõ điều này rồi. Anh bước đến ôm lấy eo của cô, đưa tay chạm lên gò má trắng mịn, giọng nói dịu dàng, ánh mắt say đắm. Không có, anh chỉ ngửi thấy mùi hương nước hoa trên cơ thể em thôi. Cô cứ ngỡ anh nói đùa nên mỉm cười rất vô tư. Anh đúng thật là. Cô quay sang múc muỗng súp rồi nói với anh. Anh nếm thử xem như thế này có vừa miệng không? Bình thường trông cô sang chảnh đài cát như một tiểu thơ, nhưng mà thật ra thì cô rất đảm đang và giỏi nấu nướng. Giang Hạo Thiên nếm thử, mỉm cười rồi lên tiếng. Ngon, ngon lắm. Cô nở nụ cười rất tươi, còn chưa kịp quay lại nấu tiếp, anh đã nghiêm túc nói với cô. Chuyện anh không ngửi được mùi hương là thật đấy. Từ nhỏ anh đã không có khứu giác, anh không hiểu tại sao mà chỉ ngửi được mùi hương trên cơ thể của em thôi. Chuyện kỳ lạ như vậy lần đầu tiên cô nghe thấy. Cho dù trông anh rất nghiêm túc nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Anh nói thật đấy à? Anh gật đầu. Thật mà. Anh đã rất ngạc nhiên khi mà lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương. Duy nhất chỉ có mùi hương của em thôi. Cô đứng hình vài giây, tập trung quan sát biểu hiện của anh. Xem ra anh đã nói thật rồi. Nhận thấy cô vẫn còn đang hoài nghi, anh lại nói thêm. Lúc nhỏ anh đã suýt nữa mất mạng khi mà nhà anh bị rò rỉ khí ga. Có điều anh không hề hay biết chuyện đó. Không ngửi được mùi kỳ lạ xuất hiện, và anh đã ngất từ lúc nào mà không rõ.
May mắn ba mẹ anh về kịp lúc nên anh được cứu sống. Vào năm Giang Hạo Thiên 13 tuổi, ngày hôm đó anh ở nhà có một mình, ba mẹ đi làm, người giúp việc xin nghỉ phép. Vô tình sự cố xảy ra, vì không ngửi được mùi hương cho nên anh không hề hay biết mình đã ngửi phải khí ga bị rò rỉ, dẫn đến ngất xỉu. Anh kể câu chuyện chân thật như vậy, cô đương nhiên không còn lý do gì để mà không tin tưởng anh. Thế nhưng cô vẫn còn rất ngỡ ngàng. Đây là chuyện kỳ lạ, khó tin mà cô không thể nào ngờ tới. Thì ra, những lần anh nói mùi hương nước hoa trên cơ thể em rất thơm là vì như vậy sao? Anh ôm chầm lấy cô, đặt cằm lên bờ vai bé nhỏ, giọng nói làm nũng, không giống chủ tịch Giang lạnh lùng, ít nói lúc làm việc trong công ty. Vậy nên anh rất cần em ở bên cạnh, nếu không thì cuộc sống của anh sẽ rất vô vị rồi, Hiểu Linh. Cô khẽ mỉm cười, đến cả lúc này mà anh cũng có thể tận dụng để nói ra mấy câu ngôn tình lấy lòng cô, đúng là Giang Hạo Thiên. Tại văn phòng chủ tịch, Giang Hạo Thiên đặt phong bì ra trước mặt của nữ người mẫu, giọng nói cẩn trọng vang lên. Không được để kẻ nào biết chuyện này. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho cô sau khi mà xong việc. Cô ghi yên tâm, mọi chuyện đã có tôi đứng ra đảm bảo rồi. Nữ người mẫu tên Triệu Lam Tâm ngồi đối diện với Giang Hạo Thiên, cúi cẩn trọng cầm lấy phong bì và cho vào trong túi sách. Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước đây, gặp anh sau nha. Giang Hạo Thiên gật đầu. Khi mà Lam Tâm vừa bước ra đến cửa thì gặp Hồ Hiểu Linh đi vào. Nhìn thấy người mẫu Lam Tâm, một người mẫu không thuộc công ty Feda mà lại có mặt trong văn phòng của chủ tịch, làm cho Hiểu Linh không khỏi ngạc nhiên. Dù rất khó hiểu trước sự xuất hiện của Lam Tâm, nhưng cô vẫn lịch sự cúi đầu chào cô ấy. Lam Tâm cũng mỉm cười chào cô và rời đi. Vừa bước vào bên trong, cô đã lên tiếng hỏi. Anh gọi em đến có chuyện gì không? Mà sao người mẫu Lam Tâm lại đến đây thế anh? Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo Thiên, anh khẽ mỉm cười nói với cô. Là vì công việc thôi, em đừng bận tâm nha. Anh có vẻ muốn giữ bí mật. Vậy mà cô nghĩ giữa hai người có thể tâm sự với nhau mọi chuyện cơ đấy. Anh chạm tay lên gò má trắng mịn, dịu dàng nói với cô. Anh muốn báo với em một tin vui đây. Cô ngạc nhiên và tò mò, ánh mắt long lanh nhìn anh. Có chuyện gì thế anh? Anh vuốt nhẹ sống mũi cô. Đạo diễn Kim đã đồng ý hủy bỏ chuyện ghép đôi trong bộ phim Gọi Ngày Nắng Về. Nghe đến đây, ánh mắt của cô bừng sáng, cảm giác vô cùng hạnh phúc và lâng lâng. Sau cùng thì điều cô mong chờ và hy vọng trong suốt một năm qua cho vai diễn đã không khiến cho cô thất vọng. Chuyện này có phải là chính anh đã thuyết phục đạo diễn Kim không? Cô vốn tinh ý nhạy bén, vừa nghe cái đã biết rằng chuyện này có sự góp mặt của anh mới có thể xoay chuyển được quyết định của đạo diễn Kim. Đúng là không có gì giấu được em rồi. Cô nở ra nụ cười, lần này anh đúng là tặng cho cô món quà rất lớn. Giang Hạo Thiên hiểu rõ cô rất yêu thích và khao khát có được vai diễn này. Anh muốn làm hết khả năng để cô được như ý. Đang vui vẻ thì tự dưng cô lại nghĩ ra chuyện quan trọng làm cho sắc mặt của cô thay đổi. Mà anh nói với đạo diễn Kim thế nào để cho anh ta đổi ý thế? Chẳng lẽ anh đã nói ra chuyện của chúng ta? Giang Hạo Thiên hiểu ý cô. Anh biết cô lo lắng, anh nói ra chuyện hai người đang hẹn hò. Anh xoa đầu cô, ôn nhu trấn an người con gái mình yêu. Em yên tâm, anh thuyết phục anh ấy theo cách của mình thôi. Tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện chúng ta đang yêu nhau. Nghe lời khẳng định của anh, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn. Trong phút chốc, cô tự trách bản thân mình vừa rồi phản ứng thái quá. Giang Hạo Thiên là người đàn ông chu đáo, hiểu chuyện, tinh tế. Làm gì có chuyện anh tùy tiện nói ra mối quan hệ tình cảm của hai người. Cô tự nhận thấy bản thân mình đúng là ngốc nghếch rồi. Giang Hạo Thiên đã gặp đạo diễn Kim để nói về chuyện ghép đôi. Anh đã thuyết phục anh ta hủy bỏ hợp đồng ghép đôi, bởi vì thực ra khả năng diễn xuất của cả Hiểu Linh và nam diễn viên chính đều rất tốt. Kịch bản hay chắc chắn sẽ khiến cho bộ phim thành công vang dội mà không cần phải tạo hiệu ứng quá nhiều. Thành công từ chính thực lực của diễn viên, từ nội dung có sức lôi cuốn, thu hút khán giả, chứ không cần quan tâm đến chuyện ghép đôi kia. Cô vui mừng không ngớt,
ôm chầm lấy người đàn ông, nhẹ nhàng thưởng cho anh nụ hôn trên môi. Cảm ơn anh, Hạo Thiên. Anh hôn vào má cô, giọng nói dịu dàng và chút hổn trách. Hở một chút là cảm ơn, như vậy xa cách lắm. Cô tựa đầu vào lòng anh, lần này đến lượt cô nũng nịu. Em biết rồi mà, vậy em sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho anh nha. Bất chấp sự phản đối của Giang Hạo Thiên, MV ca nhạc đầu tay của Mã Khiết Ninh cuối cùng cũng được ra mắt. Cô ta tự bỏ tiền ra học lớp thanh nhạc, tự thuê nhạc sĩ viết bài hát cho mình và đầu tư tiền để làm video. Nhưng sự đón nhận của khán giả không giống như những gì cô ta kỳ vọng. Ngoài fan hâm mộ của riêng cô ta thì cũng chỉ được số ít khán giả khác ủng hộ thôi. Bởi vì dù đã học qua lớp thanh nhạc, Mã Khiết Ninh không thể nào có được giọng hát trời phú. Chất giọng của cô ta vô cùng tầm thường, kỹ năng xử lý các nốt cao lại vụng về non nớt. Tổng thể bài hát không đến mức đấm vào tai, thế nhưng cũng không khiến cho người ta muốn nghe lại lần thứ hai. Câu từ bài hát theo lối nhạc sôi động nên cũng không sâu lắng hay là chạm đến trái tim, khó lòng đọng lại trong tâm trí của người nghe. Nội dung video còn dồi dào, thiếu sự liên kết, thậm chí diễn xuất của cô ta trong MV cũng được xem là có chút gượng gạo, thiếu tự nhiên, thiếu chân thật. Nhà báo, nhà phê bình âm nhạc đều đánh giá thấp sự ra mắt lần này để mà lấn sang sự nghiệp ca hát của cô ta. Tóm lại, đây là một sự mở màn vô cùng thảm hại của Mã Khiết Ninh, đủ để thấy tương lai mù mịt đằng trước nếu cô ta vẫn cố chấp đuổi theo con đường ca hát. Vì tự tin theo quan điểm chỉ cần cầm micro là có thể trở thành ca sĩ, cho nên Mã Khiết Ninh nhận về cái kết thê thảm như vậy đây. Trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và tổng giám đốc của Feda về vai diễn trong bộ phim Gọi Ngày Nắng Về, Mã Khiết Ninh đã rất tức giận, lập tức từ chối thẳng thừng khi mà nghe Vũ Tổng khuyên cô ta nên nhận vai nữ phụ của bộ phim này. Từ sau khi mà nổi tiếng trở thành sao hạng A, đã rất lâu rồi cô ta không nhận vai phụ, lúc nào cũng đóng vai chính. Bây giờ bảo cô ta nhận vai nữ phụ, đặc biệt là nữ chính trong phim lại còn là Hiểu Linh, thì cô ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Trước đây cô còn từng đóng vai phụ trong phim do Mã Khiết Ninh là nữ chính, nào ngờ đâu bây giờ Hiểu Linh nổi bật hơn cả Mã Khiết Ninh. Mối thù này cô ta khắc ghi trong lòng. Bây giờ bảo cô ta đóng vai phụ trong khi Hiểu Linh đóng chính, với người đàn bà ngạo mạn dã tâm như cô ta thì có khác gì là một sự sỉ nhục. Tiếng gõ cửa mang theo sự phẫn nộ vang lên. Giang Hạo Thiên nhìn qua màn hình máy tính được kết nối camera giám sát ở bên ngoài, anh thừa biết có chuyện gì đang xảy ra. Vừa được phép vào bên trong, Mã Khiết Ninh đã đùng đùng tức giận lên tiếng nói: công ty đang cố tình phân biệt đối xử với em, có đúng không? Không một lời chào hỏi, không một câu phép tắc, Mã Khiết Ninh đang rất tức giận. Cô ta càng thêm bất mãn khi mà Giang Hạo Thiên lúc này lại vô cùng bình thản. Thế nào gọi là phân biệt đối xử đây? Câu hỏi bình tĩnh của anh như đang thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của cô ta. Mã Khiết Ninh thừa hiểu anh biết rõ chuyện vai diễn. Nếu không có được sự đồng ý của anh thì Vũ Tổng không thể nào khuyên cô ta nhận vai phụ. Anh biết rõ mà còn hỏi em. Chẳng phải anh muốn em nhận vai phụ trong phim Gọi Ngày Nắng Về? Anh đang thiên vị Hồ Hiểu Linh, cho nên anh muốn dìm em xuống, có phải không? Câu nói của cô ta càng ngày càng hồ đồ. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay lạnh lùng lên tiếng: chẳng ai bất công với ai cả. Chuyện vai diễn là sự thống nhất của hội đồng công ty. Cô tự xem lại bản thân mình đi. Thời gian qua cô có vai diễn nào ra hồn không? Lại còn thêm chuyện cô lơ là diễn xuất, tập trung làm MV ca nhạc. Kết quả thế nào? Cô vẫn chưa sáng mắt ra sao? Nghe đến đây, trong lòng cô ta dâng lên sự hổ thẹn, nhục nhã. Có điều cái tôi quá lớn, không cho phép cô ta thừa nhận bản thân mình thất bại. Nhưng anh muốn em đóng vai phụ trong phim mà Hồ Hiểu Linh đóng vai chính. Anh không thấy như vậy là anh đang hạ thấp em sao? Giang Hạo Thiên đưa mắt sắc lạnh nhìn vào mặt của cô ta. Không phải tôi muốn hay là ép buộc cô cái gì cả. Đây chỉ là một lời khuyên thôi, một sự gợi ý từ công ty thôi mà. Cô có quyền nhận vai hoặc là không nhận vai. Nếu cô đủ thông minh thì tự sẽ biết mình phải làm cái gì.
Câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng của người đàn ông làm cho cô ta cứng họng. Đối với Giang Hạo Thiên, chữ công tâm trong công việc lúc nào cũng được anh đặt lên hàng đầu. Anh và công ty đều không muốn bắt ép ai cả. Căn bản đây là một lời khuyên nhủ. Công ty không ép Mã Khiết Ninh nhận vai, mọi người hoàn toàn tôn trọng quyền quyết định của cá nhân. Và cô ta có thể từ chối vai diễn này nếu cô ta không muốn. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói thêm. Còn chuyện này nữa, tôi hy vọng cô hiểu. Nếu thật sự có tài năng, cô hoàn toàn có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh, công việc nào. Nói đến vai phụ của Hiểu Linh trước đây, cô không thấy rằng dù là nữ phụ, nhưng mà cô ấy vẫn để lại dấu ấn riêng của mình sao? Cô ấy vẫn tỏa sáng theo cách riêng. Vậy nên đừng nói công ty thiên vị Hiểu Linh hay đang phân biệt đối xử với cô. Tất cả là do cô nhìn nhận mọi chuyện một cách quá phiến diện thôi. Anh nói ra những lời thật tâm bởi vì muốn cô ta nhận ra được cái sai của bản thân mình. Nhưng mà cảm giác trong lòng Mã Khiết Ninh sau khi nghe xong những lời này chỉ tồn đọng cơn ghen ghét, tức giận, ghen tị và ghen tình, bởi vì trong lòng của Giang Hạo Thiên chỉ có Hồ Hiểu Linh. Anh đẩy em vào đường cùng rồi nói rằng nếu có tài năng thì có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao? Giang Hạo Thiên, anh không cảm thấy vô cùng nực cười à? Em đúng là ngu ngốc khi mà hơn 10 năm qua lúc nào cũng hướng về anh. Em nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình chân thành sẽ có thể đổi về chân tình. Nhưng chắc là em sai rồi. Anh tàn nhẫn lắm. Cô ta nói xong thì tức giận quay lưng rời đi. Giang Hạo Thiên cũng không còn gì để mà nói với cô ta nữa. Về mặt tình cảm, ngay từ đầu là Mã Khiết Ninh tự nguyện yêu đơn phương, tự cô ta chờ đợi. Cho dù anh đã thể hiện rõ ràng trong chuyện tình cảm, anh không yêu cô ta, cũng chưa từng cho cô ta hy vọng. Giờ đây cô ta hụt hẫng đau lòng do những gì mà mình tạo ra, rồi quay sang trách ngược anh, vừa đũa cả nắm trong công việc. Người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, Giang Hạo Thiên cảm thấy bình yên nhất khi mà ở bên cạnh Hiểu Linh. Mấy hôm nay anh sang nhà cô, vì là sang trọng anh không về mà tan sở phóng xe sang nhà vợ để nương thân. Anh lúc này đang sấy tóc cho cô, mái tóc dài mượt mà, thoang thoảng hương nước hoa. Thanh âm máy sấy tắt đi, anh chải tóc cho cô. Hiểu Linh thắc mắc trong lòng một số chuyện trong mấy ngày qua, không giữ trong lòng nữa, cô cất lời. Anh này, lần trước người mẫu Lam Tâm đến Phê Đa, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Giang Hạo Thiên nhận thấy cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó và muốn biết rõ, nhưng anh thì không muốn nói. Anh gặp cô ấy có vấn đề liên quan đến công việc thôi. Câu trả lời của người đàn ông khiến cho cô thêm phần hụt hẫng và tò mò. Ai mà chẳng biết gặp nhau là vì công việc, nhưng mà điều cô muốn biết, công việc cụ thể đó là gì? Mục đích mà anh muốn gặp cô ấy là gì? Xem ra anh vẫn muốn giữ bí mật. Nếu như anh muốn nói thì không cần cô hỏi, anh đã tự mình nói ra từ lâu rồi. Anh muốn giấu em sao? Vẻ mặt của cô ủ rũ. Giang Hạo Thiên vòng tay ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô rồi dỗ dành. Anh không giấu em. Anh gặp cô ấy bởi vì có việc cần giải quyết. Bây giờ anh chưa thể nào nói rõ cho em biết, nhưng sau khi xong xuôi mọi chuyện anh sẽ kể cho em, có được không? Cô nắm tay của người đàn ông. Cô tin rằng anh không làm điều gì xấu xa để giấu giếm cô. Nhưng mà anh cứ úp úp mở mở như thế này, bảo làm sao mà trong lòng cô không tò mò muốn biết cho được cơ chứ. Đến giây phút cuối cùng chốt danh sách diễn viên tham gia trong bộ phim Gọi Ngày Nắng Về, thật bất ngờ khi mà Mã Khiết Ninh đồng ý nhận vai nữ phụ. Phải chăng là cô ta đã nghĩ thông suốt, hay là vì bản thân nhận ra vai diễn hiện tại là cơ hội cho cô ta vực dậy hình ảnh sau những lùm xùm không đáng có và thất bại của bản thân trong thời gian vừa qua? Đến cuối cùng thì cô ta là người rõ nhất bản thân mình có kế hoạch gì. Bộ phim bấm máy vài ngày, phân cảnh Mã Khiết Ninh cùng với Hồ Hiểu Linh, hai người diễn cùng nhau khá nhiều. Hôm nay cô cùng cô ta diễn một đoạn đứng cạnh nhau bên lề đường do xe tự dưng lại hết xăng. Trong bộ phim này, cả hai người ban đầu là bạn thân, sau đó thì trở thành tình địch khi mà yêu cùng một người đàn ông. Tiếng đạo diễn vang lên,
câu nói quen thuộc trước mỗi lúc bấm máy. 1, 2, 3, diễn. Hai cô gái lập tức nhập vai, ánh mắt của Hiểu Linh cau có, cất lời trách móc. Tất cả là do cậu đấy, biết rõ hôm nay đi bằng xe máy, vậy mà không chịu đổ xăng, trong khi hôm qua mình đã nhắc cậu rồi. Mã Khiết Ninh tỏ thái độ khó chịu, lập tức cãi. Cậu nói hay như vậy, thì tại sao không đi bằng xe của cậu đi? Xe tôi đi làm gì? Bây giờ gặp sự cố thì chỉ biết đứng đây đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi. Theo phân cảnh này, lúc hai người đang cãi nhau thì từ đằng xa có một chiếc xe máy chạy xẹt ngang qua, sát người của Hiểu Linh đang đứng bên đường. Cảnh quay này sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nếu xảy ra sơ suất thì sẽ có tai nạn xảy ra. Cho nên người được giao nhiệm vụ lái xe là một nam diễn viên chuyên nghiệp. Ekip đã dặn dò các diễn viên rất kỹ. Khi mà hai người đang diễn cảnh cãi nhau, cô không muốn tiếp tục tranh luận thì sẽ quay lưng rồi đi. Mã Khiết Ninh nhìn thấy một chiếc xe máy đang chạy quá tốc độ lao về phía của cô thì vội vàng nắm tay kéo cô lại để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Chiếc xe máy bắt đầu rồ ga, càng ngày càng chạy đến gần vị trí của Hiểu Linh đang đứng, diễn cảnh theo kịch bản mà thực hiện. Cô và cô ta vẫn đang nhập tâm vào vai diễn. Hiểu Linh quay người lại, cắt đứt cuộc trò chuyện vì tức giận. Cô bước ra xa Mã Khiết Ninh một bước, vừa lúc chiếc xe máy đang chạy đến gần. Mã Khiết Ninh nắm lấy tay cô. Theo kịch bản, cô ta sẽ kéo cô lại. Nhưng mà lần này, hành động của cô ta rất kỳ lạ. Thay vì kéo Hiểu Linh về phía của mình, cô ta lại thẳng tay đẩy Hiểu Linh ra đường. Cô đã bị lực đẩy đột ngột, lập tức làm cho mất thăng bằng, ngã người xuống mặt đường. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều giật thót cả tim. Nam diễn viên kia phản ứng rất nhanh mà thắng xe gấp. Tiếng xe lết bánh mà sát với mặt đường vang lên the thé đến đình tai nhức óc. Đạo diễn hoảng hốt vội vàng bảo cắt. Trước tầm mắt của Hiểu Linh lúc này là hình ảnh bánh xe đang lầm lầm chạy về phía của mình. Mọi người trong đoàn làm phim chạy đến. Cô kêu lên một tiếng vì đau đớn. Cho dù đã thắng kịp, vào lúc cô ngã xuống sát đầu bánh xe, nhưng mà đùi của cô vẫn bị bánh xe đâm trúng. Ai nấy đều lo lắng, vội vàng chạy đến xem tình hình của cô và gọi cấp cứu. Đạo diễn tức giận quay sang trách mắng Mã Khiết Ninh. Cô ta thì không hề biết nhận lỗi. Con đàn bà thâm độc này thậm chí còn trơ mặt ra đứng đó ngụy biện. Tôi không cố ý. Ban nãy nhất thời tôi nhầm lẫn cho nên lỡ tay đẩy cô ấy ra thôi. Đạo diễn Kim khó chịu. Phần cảnh đã được cảnh cáo là nguy hiểm và dặn dò cô phải tuyệt đối cẩn thận, mà bây giờ cô lấy lý do là nhầm lẫn. Cô đang cố tình chọc tức tôi, có đúng không? Thái độ gay gắt của đạo diễn Kim làm cho cô ta cũng dọa sợ. Nhưng bản thân là người đanh đá, độc địa thì tính cách đó vẫn không vơi bớt. Tuấn nói tôi không cố tình rồi mà. Hơn nữa cô ta cũng có bị thương gì nghiêm trọng lắm đâu. Đến nước này, đạo diễn Kim đúng là bất lực và cảm thấy người phụ nữ trước mắt đáng sợ, sống sai đến mức hết thuốc chữa rồi. Từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng mở lời nói một câu xin lỗi, chuyện ảnh hưởng đến mạng người, vậy mà cô ta nói cứ giống như đây là một trò đùa. Nếu ban nãy xe máy thắng không kịp thì hậu quả sẽ thế nào? Cô có gánh được không? Còn việc cô Hiểu Linh bị thương nghiêm trọng hay không thì phải chờ đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu như cô ấy có chuyện gì, e rằng cô không xong đâu. Đạo diễn Kim nói xong thì rồi đi. Thật sự là bất mãn trước thái độ sống của Mã Khiết Ninh. Càng không ngờ cô ta gây ra lỗi lầm lớn mà vẫn còn ngông mồm, không hề biết lỗi sai. Lần này đạo diễn Kim tin rằng sau khi mà Giang Hạo Thiên biết chuyện, anh sẽ không để yên cho Mã Khiết Ninh. Tuy Giang Hạo Thiên chưa từng nói với đạo diễn Kim mối quan hệ tình cảm của mình và Hiểu Linh, nhưng mà qua cách chủ tịch Giang thể hiện, cách mà anh quyết tâm thuyết phục đạo diễn Kim để cho Hiểu Linh có thể nhận vai nữ chính của bộ phim này, đạo diễn Kim đã nhận ra chủ tịch Giang dành cho Hiểu Linh rõ ràng là có một tình cảm rất đặc biệt, nếu không thì anh sẽ không bao giờ phản ứng quá mạnh nếu như biết đó là bộ phim ghép đôi. Vậy ra là Giang Hạo Thiên giấu đầu mà lại lòi đuôi. Hiểu Linh lúc này đang ngồi trên giường bệnh buồn chán, đùi bầm tím, đau đớn. Giờ đây cô đi đứng cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi kiểm tra vết thương,
Bác sĩ nói rằng cô bị xây sát phần mềm ở các vùng tay chân do té ngã. Riêng vết thương ở đùi do bánh xe cán trúng là nặng nhất. Thế nhưng chỉ bị trúng một phần nhỏ vừa da thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần xương. Bây giờ cơ thể cô đau nhức khắp mọi nơi, đặc biệt là đùi trái, đau đến mức không bước đi nổi. Bác sĩ bảo cô nằm viện kiểm tra trong 2 ngày, sau đó thì xuất viện về nhà tĩnh dưỡng thêm 1 tuần nữa là sẽ hoàn toàn bình phục. Một lần nữa cô bị gián đoạn công việc đóng phim vì tai nạn nghề nghiệp. Nhưng mà lần này cũng không phải gọi là tai nạn nghề nghiệp, mà rõ ràng có người muốn hại cô. Kẻ đó là ai thì tất cả mọi người đều quá rõ. Đến mức bất chấp hậu quả gây hại đến tính mạng của người khác, cô chỉ còn biết lắc đầu khi mà nghĩ tới hành động của Mã Khiết Ninh. Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên, là Giang Hạo Thiên xuất hiện. Nãy giờ anh về nhà lấy thức ăn cho cô. Đồ ăn trong bệnh viện cô ăn không ngon miệng, cho nên anh đã về nhà nhờ dì Mai nấu cho cô những món mà cô rất thích rồi mang vào đây. Buổi chiều dì Mai sẽ vào đây với cô. Bây giờ thì cô có anh ở bên cạnh rồi. Em chờ anh có lâu không? Người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh cô, lời nói lập tức dịu dàng vang lên, cử chỉ âu yếm đưa tay vén tóc cô. Hành động quen thuộc này của anh đối với cô vô cùng ấm áp. Cũng không lâu. Em thấy vất vả cho anh khi mà phải vừa lo việc ở công ty, vừa phải đến đây để chăm sóc em. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ngốc thật đấy, làm sao mà anh có thể không lo cho em được chứ? Sự việc vẫn chưa bị báo chí phát hiện và đăng bài, cho nên bây giờ cư dân mạng vẫn chưa biết về sự cố này. Nhưng như vậy cũng tốt, cô không muốn ba mẹ cô ở bên Úc biết chuyện rồi lo lắng cho mình. Thậm chí họ sẽ thu xếp để về nước vì quá lo cho con gái cưng. Cô sợ phiền ba mẹ mất công đi đường xa vì mình, nhọc lòng cho họ, cô cũng không vui vẻ. Em đói chưa? Dì Mai có nấu súp bào ngư cho em đấy, anh đút cho em nha. Cô nở ra nụ cười. Dù đang bị thương, đau đớn, nhưng mà có người yêu đẹp trai ở gần bên cạnh thế này đúng là mát lòng mát dạ. Người đàn ông thổi thổi từng muỗng súp đút cho cô. Anh chăm sóc cô rất cẩn thận. Thấy tay chân và bên má của cô bị chảy xước do ngã xuống đường mà anh xót xa. Hiểu Linh là cô gái rất chăm chút cho vẻ bề ngoài. Mỗi khi mà xuất hiện, cô luôn muốn công chúng nhìn thấy mình bằng vẻ ngoài xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất có thể. Vậy mà bây giờ cơ thể cô lại thương tích đầy da thế này. Anh càng nghĩ càng không nhịn được cơn tức giận dành cho Mã Khiết Ninh. Nằm một chỗ như vậy em chán quá. Chưa được một năm mà em đã nhập viện những 2 lần rồi. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngoan nào, vài ngày nữa là em được xuất viện rồi. Mà tối nay và ngày mai anh sẽ ngủ trong bệnh viện cùng với em nha. Cô vừa nghe như vậy đã vui mừng trong lòng, đồng thời cũng có chút lo lắng cho anh. Hơn nữa cô muốn giữ giá một chút, không nên hớn hở ra mặt quá lộ liễu. Tối nay dì Mai vào đây với em là được rồi. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi. Anh lấy thuốc ra bôi vết thương cho cô, cẩn thận làm từng chút một. Anh muốn ở đây với em, nếu không thì anh sẽ nhớ em đến không ngủ được mất. Thời gian gần đây anh nào chịu trở về villa đâu. Đi làm xong xuôi anh sang nhà cô, mang cả vali đồ theo. Vậy nên anh đã nghiện khi mà ngủ phải có cô ở bên cạnh rồi. Tự dưng cô thấy sung sướng khó tả. Có được người yêu mỹ nam ngọt ngào, cưng chiều hết lòng, cảm giác này vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên cô kêu á lên, mặt mày nhăn nhó. Người đàn ông dùng tay bôi thuốc, dịu dàng lên tiếng nói. Em đau sao? Đụng vào vết bầm cho nên em hơi đau thôi, em không sao đâu. Trông cơ thể cô bị thương như thế này, anh thực sự là vô cùng tức giận khi mà nghĩ đến Mã Khiết Ninh. Anh cưng chiều cô, sợ làm cô đau cho dù chỉ là một chút. Ấy vậy mà cô ta lại thẳng tay đẩy cô ngã xuống mặt đường, suýt chút nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nếu chiếc xe máy kia phanh lại không kịp. Chuyện này tuyệt đối không bao giờ anh bỏ qua. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương trên gương mặt xinh đẹp. Cũng may mặt cô chỉ bị chảy xước nhẹ, chỉ cần sau khi mà lành lại chăm bôi thuốc trị sẹo là sẽ không sao. Em có muốn uống sữa không? Anh mua cho em đấy. Cô thấy mình giống như trẻ con
đang được người đàn ông này chăm nom vô cùng kỹ càng. Sữa sao? Anh làm như em là em bé không bằng. Giang Hạo Thiên nhìn vào ánh mắt của cô đầy trìu mến, nở ra nụ cười dịu dàng, ngón tay tinh nghịch lướt trên sống mũi cao vút của cô. Thì đối với anh, em là em bé mà. Vậy em có uống không đây? Cô mỉm cười gật đầu. Vừa lúc điện thoại trong túi của anh đổ chuông, anh lập tức nghe máy. Nói chuyện xong thì anh tắt máy. Cuộc điện thoại chỉ tầm 2 phút, rất ngắn gọn. Cô không khỏi thắc mắc, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, người đầu dây bên kia là ai, có chuyện gì xảy ra mà anh lại bảo họ đến tận bệnh viện như vậy. Giang Hạo Thiên đã rời khỏi phòng bệnh, anh nói với cô rằng anh phải xuống cổng bệnh viện gặp người quen, lấy đồ quan trọng. Càng ngày anh càng khiến cho cô thêm phần thắc mắc. Hiểu Linh rất muốn hỏi thẳng anh, nhưng mà xem ra anh chưa muốn cho cô biết rồi. Một lúc sau, người đàn ông quay trở lại. Hiểu Linh chờ đợi xem anh có chuyện gì muốn nói với cô không. Sắp tới em sẽ biết rõ mọi chuyện, sẽ biết lý do tại sao anh gặp mặt Triệu Lan Tâm. Tuy anh không nói rõ nguyên nhân gặp cô ấy, nhưng mà đã chủ động nhắc đến vấn đề này. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm túc và căng thẳng đến như thế chứ? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. 2 ngày sau, ngày mà cô mong chờ cuối cùng đã đến rồi. Cô chính thức được về nhà. Tuy chỉ nằm viện 2 ngày, nhưng cô cứ ngỡ đã dài 2 tuần. Cô không thích không khí ở trong bệnh viện một chút nào. Trong lúc chờ dì Mai nấu món mì bò mà cô yêu thích, cô mở tivi lên xem tin tức hàng ngày. Tự dưng cô dừng tay, đang bấm điều khiển, ánh mắt dán chặt vào tin tức cực hot đang phát sóng. Vẻ mặt của cô bất ngờ đến nỗi không tin được vào mắt của mình. Tổng giám đốc Cố Lập Nguyên của công ty quản lý Đông Chiết bị khởi kiện vì hành vi quấy rối các nữ nghệ sĩ. Cô ngây người, vô cùng sốc khi mà biết cái tên Cố Lập Nguyên kia quấy rối, cố tình động chạm cơ thể các nghệ sĩ nữ. Hành vi này đã bị phanh phui. Biên tập viên của chương trình thời sự đóng chi tiết về tin tức này, kèm theo đoạn ghi hình cảnh sát đến tận nhà của Cố Lập Nguyên áp giải hắn ta về đồn bởi vì có đơn khởi tố và lệnh bắt tạm giam. Sáng nay, cảnh sát của thành phố An Thập đã nhận lệnh bắt tạm giam Cố Lập Nguyên của công ty quản lý Đông Chiết theo đơn tố cáo của người mẫu Triệu Lan Tâm. Nữ người mẫu đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Cố Lập Nguyên đã nhiều lần cố tình quấy rối mình, thậm chí là bắt ép nữ người mẫu thực hiện hành vi đồi bại. Đi kèm với lời tố cáo về hành vi sai trái của Cố Lập Nguyên, nữ người mẫu Triệu Lam Tâm cũng khẳng định gã này đã lợi dụng cơ thể và quấy rối nhiều nữ diễn viên khác trong nhiều năm qua. Vụ việc này vẫn đang được công an của thành phố An Thập điều tra làm rõ. Tin tức chấn động thế này làm cho cô quá đỗi kinh ngạc. Cố Lập Nguyên vừa bị bắt sáng nay mà tin tức đã lan truyền nhanh chóng, trở thành tin hot được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Với sự nhạy bén tinh tế, cô liền nhớ lại lần trước Giang Hạo Thiên gặp mặt Lam Tâm trong văn phòng. Cô khẳng định khả năng rất cao Giang Hạo Thiên có liên quan đến vấn đề này. Thảo nào anh nói với cô rằng trong thời gian sắp tới sẽ cho cô biết nguyên nhân hai người gặp nhau là gì. Nỗi ngỡ ngàng bủa vây cô. Có tiếng mở cửa vang lên. Giờ đây anh đã biết mật khẩu căn hộ của cô rồi. Giang Hạo Thiên có thể đến đây bất kỳ lúc nào, giống như căn nhà thứ hai của anh vậy. Dì Mai cũng biết chuyện hai người yêu nhau, hết lòng ủng hộ cho đôi trẻ. Thời gian sắp tới, anh và cô định công khai mối quan hệ của họ với hai bên gia đình. Hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác về khá muộn. Hiểu Linh đứng dậy bước đến chào đón anh. Anh giang tay ôm chầm lấy cô. Em ăn cơm chưa? Cô nở ra nụ cười dịu dàng đáp. Em chưa, em chờ anh về rồi ăn cùng nhau chứ. Anh dịu dàng hôn lên má cô. Vậy chờ một chút, anh tắm xong chúng ta cùng ăn nha. Cô gật đầu vui vẻ chờ đợi. Khi mà cả hai người ngồi cùng nhau dùng bữa trên bàn ăn, cô vừa định mở lời hỏi về chuyện ban nãy xem được trên thời sự thì anh đã là người chủ động lên tiếng trước. Em đã biết chuyện Cố Lập Nguyên bị bắt chưa? Lúc này sự khẳng định của cô gần như là đạt 100% về việc anh có liên quan đến chuyện vạch trần sự đồi bại của tên Cố Lập Nguyên dởm kia.
Lúc nãy em vừa xem được tin tức này trên TV rồi. Giang Hạo Thiên gắp thức ăn vào bát của cô, từ tốn kể cho cô nghe. Em gái anh là người yêu cũ của tên Cố Lập Nguyên này. Nghe thông tin đó mà cô vô cùng ngạc nhiên. Cô biết anh có một người em gái ruột là Giang Dư Thuyên, cũng là một MC có tiếng. Nhưng mà cô bất ngờ khi biết Dư Thuyên từng có mối quan hệ yêu đương với Cố Lập Nguyên. Dư Thuyên là bạn gái của Cố Lập Nguyên sao? Người đàn ông gật đầu tiếp tục kể rõ. Cô ấy và Cố Lập Nguyên yêu nhau được 2 năm thì chia tay, bởi vì phát hiện ra Cố Lập Nguyên bắt cá nhiều tay. Thời điểm đó, Dư Thuyên đã rất đau khổ. Ngay từ khi biết chuyện, anh đã có ác cảm với hắn ta. Cô chăm chú lắng nghe những gì anh nói, dần dần hiểu ra sự việc. Vậy anh là vì Dư Thuyên nên tìm cách vạch trần sự nhơ nhớp của hắn ta sao? Giang Hạo Thiên nở ra nụ cười dịu dàng, nhìn cô say đắm. Không phải, chuyện của Dư Thuyên chỉ là đánh dấu cho cái nhìn không thiện cảm của anh dành cho hắn ta. Còn nguyên nhân khiến cho anh muốn hắn ta phải đối diện với pháp luật chính là vì em, Hiểu Linh. Cô nhìn anh đến ngây người. Anh liên tục tạo cho cô quá nhiều bất ngờ, đến mức cô đỡ không kịp, khó hiểu, thắc mắc. Cô lên tiếng hỏi. Là vì em sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Em không hiểu gì cả. Anh áp nhẹ tay lên má cô. Bởi vì hắn ta động đến em, cho nên anh tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Giây phút này đây, cô bối rối nhìn anh. Đến cả chuyện này mà anh cũng biết sao? Ai mà ngờ tới được cơ chứ? Anh biết chuyện hắn ta trước đây từng quấy rối em sao? Làm sao anh biết thế? Chẳng lẽ có người công ty Chiết Đông đã đồn ra ngoài sao? Chuyện Cố Lập Nguyên quấy rối, tìm cách động chạm cô một cách lộ liễu, hầu như cả công ty ai cũng biết. Nhưng để yên thân và an phận, không ai dám lên tiếng tố cáo hành vi đổi bại, bệnh hoạn của hắn ta. Giang Hạo Thiên nhìn vào mắt của cô, tường tận kể rõ. Em họ của anh cũng là quản lý bây giờ của em đấy, tên Lý Nhiên Đình. Rốt cuộc là anh có bao nhiêu chuyện bất ngờ đây? Lần lượt nói ra thế này làm cho cô vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cô không ngờ đến. Mẹ ruột của Nhiên Đình là em gái ruột của ba anh, vì vậy mà cô ấy chính là em họ của Giang Hạo Thiên. Thế nhưng cô lại không hề biết điều đó. Tháng trước, anh có gặp Nhiên Đình trong bữa cơm gia đình tại Giang gia. Hai anh em đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Nhiên Đình vô tình nói ra chuyện em trước đây đã từng bị tên Cố Lập Nguyên quấy rối ở công ty cũ Đồng Chiết. Sau đó anh kể cho cô nghe mọi chuyện và biết được chuyện trước đây tên Cố Lập Nguyên muốn giở trò với cô, anh đã rất tức giận. Nhiên Đình còn cho biết thêm, ngoài Hiểu Linh thì hắn ta còn có hành động biến thái với nhiều nữ nghệ sĩ. Chuyện cũ về việc hắn ta phụ bạc em gái Dư Thuyên đã khiến cho anh bất mãn lắm rồi, mà bây giờ còn biết thêm chuyện mới. Tên tồi tệ này từng giở trò với Hiểu Linh, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Anh nhanh chóng cho người điều tra thông tin về đời tư của Cố Lập Nguyên, từ đó biết được rằng hắn ta bây giờ đang qua lại với nữ người mẫu mới nổi Triệu Lam Tâm do công ty Đồng Chiết quản lý. Nguồn tin này còn có một thông tin quan trọng là mối quan hệ của Triệu Lam Tâm và Cố Lập Nguyên có sự ép buộc. Hắn ta đã lợi dụng hoàn cảnh của Triệu Lam Tâm khó khăn khi mà mẹ cô ấy phải nằm viện điều trị ung thư, ba thì mắc nợ rất nhiều vì cá độ. Hắn ta biết được chuyện này đã giở trò sằng bậy, động chạm vào cơ thể của Lam Tâm, uy hiếp cô ta im lặng, bằng không thì cô ta sẽ bị sa thải khỏi công ty, mất đi nguồn thu nhập, bởi vì bây giờ Lam Tâm là lao động chính trong gia đình. Ngoài ra thì hắn còn dùng tiền bịt miệng nữ người mẫu. Bị dồn vào đường cùng, Lam Tâm đành nhẫn nhịn chịu đựng để có thể theo nghề làm ra tiền trang trải cuộc sống vốn dĩ đã quá khó khăn. Giang Hạo Thiên đã cho người đến gặp Triệu Lam Tâm đánh tiếng trước về chuyện vạch trần Cố Lập Nguyên. Sau đó anh đã đích thân đi gặp cô ấy, hứa rằng sẽ cho cô ấy một số tiền lớn giúp Lam Tâm có chi phí lo lắng cho gia đình. Anh cũng khẳng định mình sẽ đứng ra lo tất cả chi phí cho việc kiện tụng, bao gồm thuê luật sư. Ban đầu thì người mẫu Lam Tâm bán tín bán nghi,
Cô ấy lo lắng sợ sệt khi mà đứng ra vạch trần mọi chuyện, hơn nữa cũng sợ vụ kiện ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Nhưng Giang Hạo Thiên đã không ngừng khuyên nhủ, còn gửi trước cho cô ấy một số tiền để cô ấy tin tưởng hơn. Ngoài ra thì cũng hy vọng cô ấy giúp đỡ thuyết phục những cô gái đã từng bị Cố Lập Nguyên giở trò, đồng ý cùng nhau đứng ra tố cáo để có được bằng chứng cụ thể khiến hắn ta không thể nào chối tội. Nhằm có được bằng chứng, Lam Tâm đã mang theo nhẫn ghi âm đeo trên ngón tay, nói với Cố Lập Nguyên về chuyện muốn chấm dứt sự trói buộc, không muốn là công cụ để hắn ta thỏa mãn nữa. Tuy nhiên, hắn ta không đồng ý, thậm chí còn buông lời đe dọa sẽ tung video ân ái của hắn ta và Triệu Lam Tâm lên mạng xã hội. Ở góc khuất, một nữ diễn viên khác đảm nhận việc quay video để có thêm bằng chứng cáo buộc tên này. Sau khi mà Triệu Lam Tâm đứng ra đâm đơn kiện, các nữ nghệ sĩ của công ty Đồng Chiết từng bị tên này quấy rối cũng đồng loạt nộp đơn ra tòa, muốn hạ màn sự biến thái của kẻ đội lốt CEO. Trong lần cô nằm viện, Triệu Lam Tâm đã đến bệnh viện tìm anh để mà đưa cho anh thẻ ghi âm và USB có chứa đoạn video. Phòng bản thân mình có gì trục trặc thì bằng chứng vẫn còn được lưu giữ. Lần này chắc chắn Cố Lập Nguyên sẽ phải hầu tòa, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Cô nghĩ lại, Giang Hạo Thiên quả thật là hành động nhanh nhẹn, dứt khoát. Anh âm thầm làm tất cả mọi thứ, đến khi mà cho cô biết thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Hắn ta ủy quyền ủy thế, cho nên giở trò với rất nhiều cô gái. Lần này chắc chắn phải trả giá đắt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Người đàn ông nở ra nụ cười, cuối cùng thì kẻ ác cũng phải đền tội. Mọi chuyện còn lại đã có pháp luật lo liệu. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, giờ anh muốn đưa em về gặp mặt gia đình anh. Nghe anh nói đến chuyện ra mắt gia đình mà cô nở ra nụ cười. Căn bản cô đã chờ đợi ngày cùng anh về gặp mặt ba mẹ suốt thời gian qua. Em có chút lo lắng, không biết ba mẹ anh có thích em không? Mà mẹ anh có khó tính lắm không? Lần đầu tiên yêu đương về ra mắt gia đình người yêu, Hiểu Linh không khỏi lo lắng. Cô cũng có nghe qua mấy chuyện mẹ chồng khó tính. Bên cạnh đó trước đây cô từng đóng phim về mẹ chồng nàng dâu. Trong bộ phim, mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu vô cùng gay gắt, không tốt đẹp một chút nào. Vì vậy mà cô càng lo lắng về tình cảm mẹ chồng nàng dâu ở ngoài đời sống thực tế. Giang Hạo Thiên nắm tay cô đặt trên bàn. Anh biết cô đang lo lắng điều gì, giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Em yên tâm, mẹ anh rất hiền và dễ tính. Chỉ cần người anh yêu hiểu chuyện một chút, lễ phép một chút, thì mẹ anh chắc chắn sẽ bằng lòng thôi. Nghe anh nói như vậy, cô cũng thêm phần yên tâm. Chẳng là lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ người yêu cho nên cô hồi hộp. Sẵn tiện đây, anh cũng thẳng thắn nói rõ luôn. Sau khi chúng ta kết hôn, sẽ ở nhà riêng, cho nên em không cần phải lo về chuyện làm dâu gì hết. Cô nhìn anh, người đàn ông này thật sự rất tinh tế chu đáo. Cô không cần gợi ý, cũng không cần nói ra mong muốn, anh đã suy nghĩ chu toàn mọi chuyện xong xuôi rồi. Nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút lo âu. Vậy ba mẹ anh có đồng ý không? Anh nhẹ nhàng cười đáp. Dĩ nhiên là ba mẹ anh đồng ý. Từ năm 20 tuổi anh đã ra ở riêng rồi. Ba mẹ hiểu rõ nếu sau này anh lấy ai thì chắc chắn vợ anh sẽ không làm dâu. Thời đại bây giờ không còn đặt nặng chuyện làm dâu giống như trước đây. Giang Hạo Thiên lại là người suy nghĩ thấu đáo, hiện đại. Ba mẹ của anh cũng có tư tưởng rất thoáng. Vậy nên trước mắt mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi nếu cả hai về chung một nhà. Cô nắm chặt tay anh, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn anh vì luôn luôn nghĩ cho em. Anh gắp thức ăn cho cô. Sao lại cảm ơn anh chứ? Chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Hai người mỉm cười cùng nhau dùng bữa, bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Như thể họ đã trở thành một đôi vợ chồng thực sự. Âm thanh vật dụng rơi rớt loạn xạ ở trên đất vang lên. Trong căn phòng đóng kín cửa, Mã Khiết Ninh đập phá đồ đạc để mà trút đi cơn thịnh nộ đang bộc phát như ngọn đuốc hừng hực trong lòng. Giang Hạo Thiên, anh là đồ tàn nhẫn, tôi hận anh. Bàn tay cô ta càng ngày càng mất kiểm soát,
nắm lấy bất kỳ đồ vật nào xung quanh là cũng thẳng tay ném mạnh xuống sàn nhà. Ly thủy tinh vỡ tan tành, bình hoa thì vỡ ra nhiều mảnh, tất cả đều nằm ngổn ngang như bãi chiến trường. Ở bên ngoài liên tục vang lên tiếng đập cửa của nữ quản lý. Em mau mở cửa ra cho chị đi, Khiết Ninh, em bình tĩnh lại đi. Nghe tiếng gào thét nức nở của cô ta cùng với âm thanh đập phá đồ đạc từ bên trong, nữ quản lý lo sợ cô ta sẽ làm ra chuyện dại dột. Vốn dĩ khi mà mất bình tĩnh hoặc là gặp chuyện gây tức giận, cô ta vẫn luôn luôn đập phá như vậy. Đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà thường xuyên được thay mới. Đập phá tan tành căn phòng một lúc khiến cho cô ta mệt mỏi. Hơn nữa trong phòng cũng chẳng còn gì để cô ta có thể ném hỏng được. Bỏ mặc tiếng gọi của nữ quản lý bên ngoài, Mã Khiết Ninh vẫn không ra mở cửa, mà cô ta ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng ôm mặt khóc nức nở. Vì sự việc cô ta đẩy ngã Hiểu Linh xuống đường mà Mã Khiết Ninh đã bị hủy hoại, mà Mã Khiết Ninh đã bị loại khỏi vai diễn. Giang Hạo Thiên là người ra quyết định cắt vai của cô ta. Anh chi trả toàn bộ chi phí quay phim từ đầu. Những phân cảnh Mã Khiết Ninh đóng sẽ được thay thế bằng diễn viên khác. Bởi vì Giang Hạo Thiên không muốn cô ta làm hại người phụ nữ của mình thêm một lần nào nữa. Nếu còn để cho cô ta đóng phim cùng Hiểu Linh thì anh không yên tâm chút nào. Một người hành động thiếu suy nghĩ, bất chấp làm tổn hại đến tính mạng của một người khác, giống như Mã Khiết Ninh, anh tuyệt đối không thể nào dung túng, cũng không thể nào nhân nhượng. Sau trận lớn tiếng dùm beng ở công ty, Mã Khiết Ninh đã bày tỏ sự bất mãn khi biết được quyết định cắt vai diễn từ Giang Hạo Thiên. Thế nhưng thái độ lạnh lùng, dứt khoát của người đàn ông mình yêu đã làm cho Mã Khiết Ninh muốn phát điên. Tình yêu không được đáp lại, sự nghiệp cũng dần dần xuống dốc. Cô ta cảm thấy tất cả mọi thứ đang chống đối lại mình. Nhưng mà suy cho cùng thì mọi chuyện thành ra như thế này cũng là do một tay cô ta tự mình gây ra. Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, lần này là một giọng nói khác, rất quen thuộc với Mã Khiết Ninh. Mở cửa cho anh đi, Khiết Ninh. Cô ta nhìn về phía cánh cửa, lắng nghe giọng nói của anh trai mình. Mã Triết Luân không ngừng gọi. Lúc nãy từ công ty Phê Đa trở về, cô ta đùng đùng tức giận đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa và đập phá. Quản lý của cô ta vì lo sợ nên đã gọi điện báo cho Mã Triết Luân về tình hình của em gái mình, để anh ta đến đây an ủi, xoa dịu cô em gái ương bướng này. Giọng nói của Mã Triết Luân văng vẳng, nỗi lo lắng dành cho em gái càng ngày càng tăng cao. Em có nghe thấy anh nói gì không? Mở cửa cho anh đi, Khiết Ninh. Đến lúc này, cô ta bắt đầu đứng dậy, lê cơ thể đang chìm đắm trong tuyệt vọng bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Mã Khiết Ninh với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, mặt mày tèm nhèm, anh liền đưa tay áp lên má của cô trấn an. Chuyện đâu còn có đó, em bình tĩnh lại đi. Ánh mắt của Mã Khiết Ninh nhìn sang quản lý, cô ta buông lời trách móc. Chị gọi anh hai em đến đây để làm gì cơ chứ? Mã Triết Luân cắt lời nói trước thái độ học hành của em gái. Chị ấy lo cho em cho nên gọi anh đến, sao em có thể lớn tiếng với chị ấy như vậy? Anh quay sang nhìn quản lý. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, cô cứ về trước đi. Trong tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác, nữ quản lý chỉ có thể gật đầu và ra về. Ở bên ngoài phòng khách, Mã Triết Luân nhẹ nhàng khuyên nhủ cô em gái. Bây giờ điều em cần làm trước tiên là phải bình tĩnh để đối diện với tất cả mọi chuyện xảy ra. Đợi khi mà tinh thần em ổn định hơn thì em có thể nhận phim khác, đừng tự làm khổ chính mình như vậy, được không? Mã Khiết Ninh khóc nức nở làm cho Triết Luân thoáng bối rối và hoang mang. Tại sao lại như vậy chứ anh à? Tại sao Giang Hạo Thiên lại không yêu em? Anh ấy tàn nhẫn với em, hoàn toàn không đặt em trong mắt cho dù chỉ là một chút. Sự suy tình bi lụy đánh mất chính mình của Mã Khiết Ninh làm cho Triết Luân khó bề khuyên nhủ. Anh ấy cố nói ra những lời thật lòng, chỉ mong rằng em gái có thể nhận ra điều đúng đắn. Khiết Ninh, tình cảm nam nữ là thứ không thể nào cưỡng cầu. Em yêu họ không có nghĩa là họ bắt buộc phải yêu lại em. Hãy mạnh mẽ thoát ra khỏi tình cảm đơn phương khiến cho em tự giày vò chính bản thân bao lâu nay. Anh tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm tự mình nuôi dưỡng trong trái tim hơn 10 năm qua, Mã Khiết Ninh không cam tâm một chút nào. Không được, em thật sự rất yêu Hạo Thiên, em chỉ cần anh ấy thôi. Chấp niệm suy cho cùng là thứ khiến cho con người ta khó từ bỏ và đau lòng, đau đến bi thương. Sự nghiệp đang dần dần tuột dốc, ấy vậy mà điều khiến cho cô để tâm nhất, tiếc nuối nhất vẫn là tình cảm dành cho Giang Hạo Thiên. Sự cố chấp chỉ mang đến cho em nỗi đau thôi. Anh mong rằng em hãy hiểu, không ai có thể giúp em ngoài chính bản thân em. Cô ta ôm mặt khóc. Cô ta đã yêu Giang Hạo Thiên rất nhiều năm, đã từng tỏ tình với anh rồi, nhưng chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp. Tuy cô ta đáng trách bởi những việc đã làm, nhưng cũng thật đáng thương khi cô ta là một kẻ si tình đến mức tự dằn vặt bản thân. Thời gian trôi qua, một tuần sau đó, Hiểu Linh vẫn đang tiếp tục quay bộ phim Gọi Ngày Nắng Về. Vài ngày nữa cô sẽ cùng với Giang Hạo Thiên về ra mắt ba mẹ anh. Cảnh quay hôm nay cô sẽ quay cùng nữ diễn viên gạo cội Sa Diệp An. Trong phim, bà Sa Diệp An đóng vai mẹ của người yêu cô. Đây cũng là phân cảnh cũng như bộ phim đầu tiên cô đóng cùng với bà Sa Diệp An. Trước đây hai người chỉ biết nhau bởi vì cùng hoạt động trong giới showbiz, lần này mới có dịp hợp tác với nhau. Trước khi bắt đầu cảnh quay, hai cô cháu đã ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Con còn xinh đẹp hơn cả trên phim truyền hình, mà sao da con trắng mịn thế này, cho cô xin bí quyết có được không? Giới nghệ sĩ rất chăm lo cho vẻ bề ngoài, cho dù là các nữ diễn viên trung niên cũng không ngoại lệ. Thậm chí họ còn luôn luôn nỗ lực để có thể duy trì vẻ trẻ trung xinh đẹp mỗi ngày. Họ vô cùng yêu thích cái đẹp và mong muốn bản thân mình giữ được sự thanh xuân thì có thể tự tin xuất hiện trước công chúng. Hiểu Linh nở ra nụ cười, thật thà lên tiếng. Dạ, thật ra là da con từ nhỏ đã trắng như vậy rồi, nhưng mà để có thể duy trì làn da mềm mại chống đen sạm khi quay phim ngoài trời nắng thì con thường tắm cùng sữa tươi kết hợp với tẩy da chết bằng bột trà xanh. Bà nở ra nụ cười, không ngừng ngưỡng mộ sự xinh đẹp của cô. Cô phải áp dụng theo con mới được, cô già rồi, nếu không cô sẽ ghen tị với sắc đẹp của con mất. Cô mỉm cười thật tươi, trò chuyện cùng với diễn viên Diệp An làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên, ngỡ như đã quen nhau từ lâu rồi, dù đây là lần đầu tiên nói chuyện với bà. Một lúc sau, mọi người bắt đầu công việc, nhanh chóng nhập vai. Cô nghĩ mình xứng đáng với con trai của tôi sao? Tôi tuyệt đối không chấp nhận cô lấy con trai của tôi đâu, nên tốt nhất cô cút khỏi đây đi. Cô dường ánh mắt bi thương, rưng rưng khỏe mắt, giọt lệ đang trực chờ tuôn rơi, cảm xúc chân thật trong từng góc máy. Con yêu anh ấy thật lòng, mong bác suy nghĩ lại, con xin bác đấy. Tôi không bao giờ chấp nhận đứa con dâu có xuất thân nghèo hèn như vậy, mau cút ra khỏi nhà tôi. Cô bước lên một bước, nắm tay của bà Diệp An, nhưng bà lạnh lùng hất mạnh tay cô ra. Cánh tay vùng rất mạnh, vô tình tạo lực đẩy cơ thể của cô ngã ra đằng sau. Hiểu Linh mất thăng bằng, đi lùi vài bước để giữ cơ thể không bị ngã. Nào ngờ đâu lưng cô lại đập vào chiếc bàn ở đằng sau. Chiếc bàn rung lắc, lọ hoa đặt ở trên bàn đã chuyển động. Lưng cô va đập vào thành bàn, không giữ được thăng bằng nên đã ngã trên sàn. Đạo diễn Hồ cắt vừa lúc lọ hoa rung chuyển và rơi ra khỏi chiếc bàn. Nào ngờ đâu trước khi mà tiếp đất, lọ hoa rơi trúng vai trái của cô. Lực tác động khiến cho cô đau đớn. Bà Diệp An vội vàng chạy đến, những người trong đoàn làm phim cũng khẩn trương đến bên cạnh cô để mà xem xét tình hình. Cô quả thật là quá xui rủi, liên tục gặp sự cố trong lúc quay phim, lần nào cũng ảnh hưởng đến cơ thể như vậy. Cô đưa tay ôm lấy vai trái vì đau đớn, lọ hoa rơi trúng vai cô, văng xuống sàn và sứt mẻ. Bà Diệp An vì quá nhập vai, nào ngờ đâu đã mạnh tay với cô như vậy. Còn có sao không, Hiểu Linh? Dì xin lỗi nha, dì không cố tình. Mọi người trong đoàn làm phim liên tục hỏi han, chồng cô có vẻ rất đau. Hơn nữa lọ hoa rơi trúng cô lại còn khá lớn, e rằng cô không thể nào tiếp tục quay phim ngay lập tức. Nơi họ đang quay phim cũng gần bệnh viện,
Mọi người lập tức đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Dù sao thì không thể nào xem nhẹ, kỹ lưỡng một chút vẫn tốt hơn. Là người đã trực tiếp gây ra vết thương cho Hiểu Linh, cho dù chỉ là vô tình, nhưng bà Sa Diệp An vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi. Bà theo cô vào trong phòng khám, bác sĩ kéo nhẹ cổ áo của cô lệch xuống một chút để lộ ra phần vai trái đang bầm tím. Bác sĩ chạm vào vết thương, nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Có thấy đau lắm không?" Cô gật đầu: "Rất đau." Giây phút cổ áo của cô bị kéo xuống, bà Sa Diệp An lặng người khi mà nhìn thấy vết bớt màu đỏ nhạt có hình dáng của một bông hoa. Nó chính xác là nó giống như một bông hoa hồng xuất hiện. Bà lặng người, tay run run mất kiểm soát. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về như một cuốn phim khi nhìn thấy vết bớt đặc biệt đó. Cảm giác tội lỗi giống như con dao chậm rãi ghim vào, dai dẳng lên trái tim của người phụ nữ trung niên. Bác sĩ dặn dò Hiểu Linh rất kỹ, kê toa thuốc uống và bôi thuốc cho cô. Vết thương không đáng lo ngại, sẽ khỏi sau vài ngày. Thế nhưng vì vết thương còn mới, không tránh khỏi đau đớn và tụ máu bầm. Rời khỏi phòng khám, ánh mắt của bà Diệp An nhìn cô đầy hoang mang và rối bời. Trông vẻ mặt khác lạ, rõ rệt của bà, Hiểu Linh lên tiếng: "Cô không khỏe ở chỗ nào sao? Con thấy sắc mặt của cô không được tốt." Bà lắc đầu, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nở nụ cười: "À, không không, cô không sao đâu." Hiểu Linh tạm nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Giang Hạo Thiên đích thân vào bếp nấu ăn, chủ yếu là muốn bồi bổ cho vợ mình. Nhưng mà trước giờ anh nào động tay động chân vào chuyện bếp núc, cho nên thao tác vụng về, loay hoay mãi. Thêm có dì Mai hướng dẫn tận tình, cho nên việc nấu nướng rồi cũng đâu vào đó. Hiểu Linh hào hứng ngồi chờ ở trên bàn ăn. Người đàn ông bưng ra món súp hải sản, còn có cả bò sốt phô mai. "Dạo này anh thấy em gầy hơn trước, em phải ăn thật nhiều vào đấy." Cô nở ra nụ cười vui vẻ, cầm lấy cái muỗng: "Em giảm 3 cân để hợp với vai diễn, cho nên mới gầy hơn thôi. Sức khỏe của em vẫn tốt lắm, anh đừng lo." Người đàn ông cúi xuống hôn lên trán của cô rồi ngồi bên cạnh cô: "Để anh cắt thịt bò cho em nha." Giang Hạo Thiên yêu chiều, cưng chiều cô hết lòng. Chỉ cần là món mà cô thích, anh sẽ tìm tòi, học cách nấu, rồi tự tay nấu cho cô. Dù trước đây anh chưa bao giờ vào bếp nấu ăn. "Em thấy thế nào, có vừa miệng không?" "Rất ngon, mùi phô mai cũng rất thơm. Lần đầu tiên anh vào bếp mà đã thành công thế này rồi sao?" Cô vừa nói vừa cười: "Anh làm sao có thể ngửi được mùi thơm phô mai hay là mùi thức ăn. Anh chỉ ngửi thấy mùi hương nước hoa Pháp ngạt ngào trên cơ thể của cô. Mùi hương này làm cho anh phát điên lên vì nghiện. Vậy em phải thưởng cho anh thôi." Anh đưa mặt đến sát gần cô, rõ ràng là đang muốn làm nũng. Hiểu Linh nở ra nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Anh thích thú. "Thật ra nhờ dì Mai tận tình hướng dẫn, nếu không thì anh cũng không nấu được. Nhưng chỉ cần em thích, anh sẽ cố gắng học nấu ăn, nấu những món em thích." Cô vô cùng hạnh phúc. Trong tình yêu, chỉ cần một người yêu thương mình vì mình làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy là quá đủ rồi. Hiểu Linh trở lại với trường quay. Cô ngồi trong phòng phục trang để trang điểm, chuẩn bị trước khi mà bắt đầu diễn. Bà Sa Diệp An ngồi bên cạnh cô, hỏi thăm tình hình của cô: "Vai con thế nào rồi, hết đau chưa?" "Dì xin lỗi, đã mạnh tay như vậy, dì cũng không cố tình đâu." "Dạ, con đỡ hơn nhiều rồi. Sự cố trong lúc đóng phim là điều bình thường thôi mà, dì đừng lo." Cô nói xong còn mỉm cười thật tươi. Ánh mắt của bà Sa Diệp An chăm chú nhìn cô, đắn đo một hồi bà mới lên tiếng nói: "Bây giờ con đang sống ở đây một mình, còn ba mẹ thì ở bên Úc sao?" Thông tin về gia đình của cô bà đã tìm hiểu trên mạng, thế nhưng bà vẫn muốn lắng tai nghe chính cô nói ra. "Vâng, ba mẹ con đang ở bên Úc." Bà Sa Diệp An nhân cơ hội hỏi thêm một chút thông tin: "Vậy con có anh chị em gì không?" Cô cứ nghĩ đến chuyện bạn diễn tâm sự về đời tư với nhau là một điều vô cùng bình thường, nên cởi mở mà lên tiếng: "Dạ, con không có đâu cô. Con là con một trong gia đình. Trước đây nghe ông bà ngoại nói, ba mẹ con hiếm muộn
cho nên khi có được con, hai người vô cùng hạnh phúc. Nghe đến đây, bà Diệp An lặng cả người, linh cảm về những hoài nghi trong lòng càng ngày càng thêm chắc chắn. Tâm can của bà rối bời, ánh mắt nhìn cô vừa trìu mến lại vừa mang một chút bi ai. Hiểu Linh nhìn cái gương để mà chỉnh trang lại đầu tóc, thì tự dưng bà Diệp An lại đứng dậy chủ động lên tiếng. Tóc con hơi rối đấy, để cô giúp con trải lại tóc nha. Cô còn chưa kịp trả lời, bà đã cầm lấy cây lược. Vai cô bị đau, không thể nào tự chỉnh lại tóc tai. Vừa định nhờ người phụ trách trang điểm thì bà đã nhiệt tình giúp đỡ rồi. Vâng, con cảm ơn cô nha. Vừa tỉ mỉ trải mái tóc dài thướt tha, bà vừa không ngừng suýt xoa. Tóc còn bóng mượt lại còn rất dày, trông thích thật đấy. Cô vui vẻ trò chuyện cùng với bà Sa Diệp An. Cô nào biết rằng trong lòng bà đang rối bời, cảm giác giống như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực đến khó thở. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. 3 ngày sau, chỉ còn ít ngày nữa thôi là cô sẽ cùng anh về ra mắt gia đình. Cô rất hào hứng, đang suy nghĩ xem nên mua món quà gì để mà về ra mắt nhà người yêu đây. Đang lướt trên mạng để xem các món quà thì anh thấy cô tập trung đầu tư cho ngày gia đình. Thì anh lại nhìn thấy cô tập trung đầu tư cho ngày ra mắt gia đình mình như vậy, anh càng cảm thấy cô đáng yêu, hôn nhẹ lên má cô. Em đừng quá căng thẳng, ba mẹ anh chủ yếu là quý tấm lòng thôi. Nhưng mà cũng không thể nào vì vậy mà tặng quà qua loa. Em muốn hai bác thấy được rằng em rất mong chờ và hết lòng chuẩn bị cho ngày ra mắt. Đang chăm chú lướt điện thoại tìm quà tặng phù hợp thì cô lại nhận được tin nhắn từ quản lý Nhiên Đình. Đọc dòng tin nhắn đã thấy sự nghiêm trọng rồi. Em đã nhìn thấy bài báo ở trên mạng chưa? Tin tức đang được lan truyền rất rộng rãi đấy. Kèm theo dòng tin là đường link dẫn đến bài báo vừa được đăng tải cách đây không lâu. Tiêu đề bài báo giật gân đến mức làm cho cô hoang mang, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sốc, thân phận thật sự của nữ minh tinh Hồ Hiểu Linh là con riêng của nữ diễn viên gạo cội, từng bị cho là kẻ thứ ba. Cô vội vàng ấn vào tin tức để xem. Cô không rõ từ đâu lại xuất hiện thông tin vô căn cứ như vậy. Những dòng chữ trên báo lại khiến cho cô sững sờ. Nữ diễn viên Sa Diệp An đã chia sẻ thông tin rằng bà vừa tìm được con gái ruột thất lạc nhiều năm. Theo thông tin được tiết lộ thì con gái của bà chính là nữ diễn viên Hồ Hiểu Linh. Trái tim của cô đập lên mạnh đến mức mất kiểm soát, bởi vì không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Dù bài báo mới được đăng tải 2 tiếng trước nhưng đã có hàng ngàn lượt bình luận. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin không thể nào ngờ tới. Nhiều người còn bình luận đồn đoán về đời tư của Hiểu Linh, chẳng hạn như cô là con nuôi của vợ chồng Hồ Lão Gia. Đồn đoán cô chính là kết quả của mối tình ngang trái giữa bà Diệp An và người đàn ông đã có vợ năm xưa. Nhắc đến chuyện người thứ ba, trở về quá khứ cách đây hơn 20 năm, bà Sa Diệp An đã qua lại với một người đàn ông đã có vợ. Lúc đó bà ta là một nữ diễn viên mới vào nghề, chưa nổi tiếng và cũng chưa có được vai diễn nào để đời. Sau khi sự việc được báo chí phanh phui, bà Diệp An đã lên tiếng phủ nhận chuyện mình là người thứ ba và nhất quyết khẳng định bản thân mình không hề biết người đàn ông mình yêu đã có vợ. Bà lấy danh dự ra để thề thốt rằng bản thân mình không nói dối. Thế nhưng sự việc nào khi đem ra mổ xẻ trước truyền thông cũng nhận hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận thì cảm thông, đồng cảm với số phận của bà, cũng như tin những gì bà nói là sự thật. Trong khi số còn lại thì không ngừng chỉ trích, lên án bà là kẻ dối trá. Nhiều người nói rằng làm sao có thể yêu một người mà nói không biết họ đã có gia đình cơ chứ. Sự việc sau đó đã đi vào trong im lặng. Dần dần thời gian trôi qua, mọi thứ cũng nguôi ngoai. 3 năm sau sự cố Tiểu Tam, bà Sa Diệp An đã xuất hiện trở lại, tiếp tục hoạt động trong showbiz với vai diễn mới. Sự nghiệp của bà không quá nổi bật, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, diễn viên Diệp An là cái tên được đông đảo khán giả biết tới mỗi khi nhắc đến. Bởi vì trong quá trình hoạt động nghệ thuật, bà tham gia vô số bộ phim với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ,
một nữ diễn viên truyền hình được khán giả quen mặt. Bà vào nghề trước Hiểu Linh rất lâu. Bà lại không phải là diễn viên quá nổi tiếng đến mức được săn đón, cho nên Hiểu Linh nào biết về đời tư tiểu tam của bà đâu. Tự dưng đọc đến đây cô im lặng, sắc mặt thay đổi. Giang Hạo Thiên cất lời. Có chuyện gì thế em? Cô nhìn anh bằng ánh mắt thất thần rồi đưa điện thoại cho anh xem. Giang Hạo Thiên đọc bài báo, trong lòng anh cũng hoang mang, không kém gì cô. Tự dưng lại xuất hiện tin tức moi móc đời tư mà không có sự cho phép của người trong cuộc, đúng là quá đáng. Tin tức này ở đâu ra chứ? Cô giữ bình tĩnh lên tiếng đáp. Em nghĩ là nhà báo nào đó đã bất chấp đăng bài để mà câu view rồi. Anh ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an. Được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành. Mọi chuyện đang xảy ra giống như một mớ hỗn độn. Hiểu Linh không biết tại sao lại có bài báo gây sốc đến như vậy. Cô tiếp tục đến trường quay. Hôm nay diễn viên Diệp An không có cảnh quay, bà không đến. Nam diễn viên chính Tự Thành Vũ đến bên cạnh Hiểu Linh, đưa cho cô một túi dâu tây. Dâu này mẹ anh trồng đấy, hôm qua mẹ anh gửi lên rất nhiều, anh biết em thích cho nên mang đến cho em một ít. Hiểu Linh nở ra nụ cười. Một người thích dâu tây như cô thì làm sao có thể bỏ qua những quả dâu tây vừa to vừa đỏ mọng như vậy chứ. Cảm ơn anh, dâu tây nhìn ngon quá. Một lúc sau, hai người bắt đầu công việc diễn xuất. Hôm nay cô và anh sẽ diễn với nhau rất nhiều phân đoạn tình cảm, yêu đương mặn nồng, thể hiện sự kết nối cảm xúc và phản ứng hóa học để khán giả tin rằng hai người là một cặp đôi thật sự trong bộ phim này. Đến giờ nghỉ trưa, thay vì dùng bữa cùng mọi người trong đoàn làm phim tại trường quay, Hiểu Linh lại âm thầm đến nhà hàng khá xa nơi quay phim để dùng cơm. Thật ra thì cô và Giang Hạo Thiên hẹn ăn trưa cùng nhau. Anh vì nhớ cô nên giờ nghỉ trưa không ở công ty mà lại lái xe một đoạn đường xa đến đây để gặp cô. Hiểu Linh gọi taxi đưa cô đến nhà hàng, Giang Hạo Thiên cũng đến điểm hẹn, chính là nhà hàng Ruby. Vì cô là người nổi tiếng nên khi hẹn hò với người yêu thế này, cô phải đeo khẩu trang, đeo kính đen, tránh để người ta phát hiện ra. Hôm qua anh đã gọi điện cho nhà hàng, đặt sẵn phòng ăn riêng tư dành cho hai người. Dù chỉ là ăn trưa nhưng cũng vô cùng cẩn trọng. Hai người không thể nào ngồi ở các bàn ăn bố trí bên ngoài giống như những người khác, lỡ như bị phát hiện thì nguy to. Bước vào trong phòng ăn được đặt sẵn, cô có thể thoải mái để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Giang Hạo Thiên kéo ghế cho cô ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má của cô. Anh nhớ em quá. Anh bước đến ngồi đối diện cô, hai người nhìn nhau trong ánh mắt đầy tình tứ. Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau rồi cơ mà. Lần này quay phim ở An Thập, cho nên mỗi tối em có thể về nhà. Nếu như những phim trước đây thì em đã phải xa nhà ít nhất một tháng rồi. Sự nghiệp diễn viên chính là như vậy. Nếu nhận phim thì phải đi xa nhà, có khi phải ở tại địa điểm quay phim nhiều tháng liền, không thể nào về nhà là điều rất bình thường. Giang Hạo Thiên đương nhiên hiểu rõ điều đó. Anh mỉm cười, gắp thức ăn vào trong bát cho cô. Nếu em diễn xa, anh sẽ đến tận nơi tìm em. Dù bận rộn thế nào, đối với em, anh luôn luôn có thời gian rảnh rỗi. Những lời nói chân tình từ người đàn ông lập tức đốn tim cô rồi. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong tình yêu, nhìn đâu cũng thấy ngập tràn sắc hồng. Buổi chiều, cô vừa trở về nhà tắm gội xong thì nhận được tin tức giật gân. Cứ kiểu này cô sẽ sớm mắc bệnh tim thôi. Lần này Giang Hạo Thiên là người đọc được bài báo. Thông tin chỉ vừa được cập nhật nhưng đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội. Tiêu đề cực sốc, chấn động giới giải trí, làm dậy sóng cư dân mạng. Nghi vấn nữ diễn viên Mã Khiết Ninh hẹn hò cùng với chủ tịch tập đoàn FEDA Giang Hạo Thiên. Bên dưới dòng tiêu đề là hình ảnh Hiểu Linh mặc chiếc váy màu xanh, khoác tay của Giang Hạo Thiên bước vào trong cửa nhà hàng lúc hai người ghé ăn trưa. Điều đáng nói và hình ảnh đính kèm khác là ảnh chụp Mã Khiết Ninh ngồi ăn ở khu khác cũng thuộc nhà hàng Ruby. Điều trùng hợp là cô ta cũng mặc chiếc váy xanh giống hệt như cô. Hai chiếc váy này giống nhau từ màu sắc cho đến kiểu dáng, từng chi tiết cũng giống. Tóc cô ta có độ dài tương đương với tóc của Hiểu Linh.
Mấy tháng trước cô ta nhuộm tóc sáng màu, bây giờ thì đã nhuộm về tóc đen. Vóc dáng của Mã Khiết Ninh cũng tương đồng với cô luôn. Ngoài ra thì trên bài báo còn đăng tấm ảnh do Mã Khiết Ninh tự chụp và đăng lên mạng chiều nay. Trong ảnh, cô ta mặc chiếc đầm xanh, ngồi ăn tại bàn của nhà hàng Ruby. Anh và cô không ngờ có sự việc như vậy xảy ra. Không hiểu thế nào mà báo chí đã chụp được hình ảnh của Hiểu Linh và Giang Hạo Thiên cùng nhau đi vào trong nhà hàng như vậy. Mà trùng hợp thay, lúc đó Mã Khiết Ninh có mặt ở cùng địa điểm. Bởi vì Hiểu Linh bịt kín mặt, mang kính đen, cánh nhà báo đã tưởng nhầm cô chính là Mã Khiết Ninh. Cư dân mạng cứ như vậy mà nhốn nháo đồn thổi ầm lên rằng Giang Hạo Thiên, Mã Khiết Ninh hẹn hò. Thậm chí tấm ảnh chụp một góc phòng khách của anh được cô ta đăng lên trang cá nhân thời gian trước, dù được xóa đi, bây giờ cũng đào lại. Vô số khẳng định chắc chắn rằng anh và Mã Khiết Ninh bí mật hẹn hò. Hiểu Linh nhìn người đàn ông của mình, trong lòng cô không tránh khỏi buồn bã. Rõ ràng hai người yêu nhau, sống cùng nhau, vậy mà không thể nào công khai. Bây giờ lại trơ mắt bất lực để người ta gán ghép người mình yêu với một người con gái khác. Cảm giác hai người yêu nhau nhưng người ngoài không hề biết đến sự tồn tại của cô. Họ chỉ khẳng định anh yêu Mã Khiết Ninh. Đây là một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, anh lập tức ôm cô vào trong lòng. Rồi anh cũng hiểu rõ cô đang nghĩ điều gì mà lên tiếng nói. Chuyện này thật sự là quá trùng hợp và bất ngờ. Anh sẽ lên tiếng đính chính. Giữa anh và cô ta không hề có mối quan hệ tình cảm với nhau. Hiểu Linh nhìn anh, cho dù đang buồn nhưng vẫn suy nghĩ thấu đáo. Nếu anh lên tiếng phủ nhận thì mọi người sẽ tiếp tục đặt câu hỏi cô gái đi cùng anh rốt cuộc là ai. Đến lúc đó anh định trả lời thế nào? Mối quan hệ của chúng ta chưa đến lúc công khai đâu. Những gì cô nói cũng hoàn toàn đúng. Đó chắc chắn là những điều mà anh phải đối diện khi lên tiếng phủ nhận tin đồn từ bài báo. Lúc này anh và cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể nào làm gì khác ngoài im lặng để mặc cho thiên hạ gán ghép, dù có lên tiếng cũng không xong đâu. Cả đêm Hiểu Linh trằn trọc không thể nào chợp mắt vì nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Anh vòng tay ôm cô vào trong lòng, nhón người hôn lên cần cổ trắng ngần của cô. Em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ngủ đi, nếu không thì sáng mai em sẽ không dậy sớm được đâu. Cô quay người, rúc đầu vào trong lồng ngực của anh. Lúc này chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, cô sẽ cảm thấy bình yên, dù ngoài kia đang là bão tố. Chăm chỉ làm việc suốt cả một ngày dài, Hiểu Linh trở về nhà. Vừa mở cửa ra đã vô cùng bất ngờ mà thốt lên. Ba, mẹ, sao ba mẹ lại đang ở đây? Ba mẹ về nước từ bao giờ thế? Vợ chồng Hồ Lão Gia đang ngồi trên ghế, nhìn con gái cưng trở về, họ nở ra nụ cười, đứng dậy. Ba mẹ về đến sân bay lúc trưa, rồi gọi taxi đến thẳng đây đấy. Từ Úc về nước, mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Trưa nay, ba mẹ cô về đến sân bay. Vậy hóa ra, từ khoảng chiều hôm qua, hai người đã lên máy bay về nước rồi. Thực sự là khiến cho cô bất ngờ không đỡ được. Ba mẹ làm con bất ngờ quá. Nhưng có chuyện gì ba mẹ về gấp thế này? Cô bước đến sofa, ngồi xuống bên cạnh hai người. Vợ chồng Hồ Lão Gia nhìn nhau, ánh mắt bối rối như đang ẩn chứa một điều gì đó. Hai người họ đã chờ cô ở nhà suốt mấy tiếng bởi vì nôn nóng muốn gặp cô mà không chịu vào trong phòng nghỉ ngơi. Mẹ cô lúc này mới lên tiếng nói. Ba mẹ nhớ con nên muốn về nước thăm con thôi. À, ba mẹ có mang rất nhiều món ăn ngon ở Úc về cho con đây này, Hiểu Linh. Hiểu Linh nở ra nụ cười, nhưng mà trong lòng thì vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Từ trước đến giờ ba mẹ cô chẳng bao giờ đột ngột về nước thăm cô mà không gọi điện thoại trước để báo với cô cả. Có biết rồi, ba mẹ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngồi máy bay hơn nửa ngày chắc là cũng mệt lắm. Để con bảo dì Mai dọn dẹp phòng cho hai người nha. Cô nhanh nhẹn đứng dậy. Để con phụ ba mẹ mang vali lên phòng nha. Hai người nở ra nụ cười. Hồ phu nhân đưa tay vuốt tóc con gái yêu. Lúc này âm thanh bấm mật khẩu cửa vang lên. Tiếng mở cửa phát ra cũng là lúc mà giọng nói nam tính quen thuộc cất lời. Vợ ơi, anh về rồi đây. Giọng nói ngọt ngào, lời lẽ tình tứ
làm cho cô khựng lại. Bà mẹ cô cũng bất ngờ ú ớ. Họ đưa mắt hoang mang nhìn về cánh cửa. Người đàn ông xuất hiện là người cao ráo, mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, phối chiếc áo di lê ở bên ngoài. Áo ven khoác ngoài được anh vắt trên cổ tay trái. Tay còn lại xách chiếc cặp táp da màu đen. Gương mặt tuấn tú, từng đường nét hài hòa, cực phẩm. Ánh mắt ba mẹ cô quay sang nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô, làm cho Hiểu Linh toát hết cả mồ hôi. Biểu cảm của Giang Hạo Thiên cũng ngớ ra và sốc không kém trước sự xuất hiện của hai vị phụ huynh. Mẹ cô lên tiếng trước, giọng nói có chút nghiêm nghị. Cậu là ai? Ba cô cũng vội vàng nhìn sang Hiểu Linh hỏi gấp. Cậu ta là ai thế con? Mẹ cô híp híp đôi mắt rồi thốt lên. Cậu trai này tôi thấy rất quen nha. À, tôi nhớ ra rồi. Lần trước Hiểu Linh ở trong bệnh viện, cậu đã nói chuyện video với chúng tôi. Cậu là chủ tịch công ty quản lý của Hiểu Linh, có đúng không? Người đàn ông tiến lên vài bước rồi lễ phép nói. Dạ, con chào hai bác. Con có hơi bất ngờ khi mà đột ngột gặp hai bác, cho nên chưa có sự chuẩn bị tốt. Con là người yêu của em Hiểu Linh. Bà mẹ cô vẫn chưa biết chuyện hai người yêu nhau. Hiểu Linh đã căn dặn bà nội là đừng nói gì cho hai người biết. Cô muốn lựa chọn thời điểm thích hợp rồi tích thân nói với họ sau. Ai ngờ đâu bây giờ rơi vào trong tình cảnh trớ trêu như thế này đây. Mẹ cô quay sang nói với con gái. Người yêu sao, Hiểu Linh? Ban nãy mẹ nghe cậu ta gọi con là vợ. Hai đứa đang sống chung với nhau à? Cô đưa ánh mắt bối rối nhìn sang Hạo Thiên. Chồng cô lo lắng đến là tội nghiệp. Thật không ngờ phải đối diện với phụ huynh trong tình cảnh như vậy. Mẹ hỏi sao con im lặng thế? Hai đứa sống cùng nhau được bao lâu rồi? Hiểu Linh cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng đáp. Dạ cũng được một thời gian rồi. Chúng con tính thời gian tới sẽ thông báo chuyện này với ba mẹ ạ. Mẹ cô thở dài, trong khi ba cô thì im lặng lắng nghe hai phía nói chuyện. Bà có chút sốc, đâu đó còn thể hiện sự tức giận trên gương mặt của mình. Con là người nổi tiếng, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Trước đây con có nói với mẹ là sẽ không tùy tiện yêu đương, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vậy mà bây giờ chưa cưới đã sống cùng nhau sao? Giang Hạo Thiên nghe như vậy thì cất lời chịu trận. Dạ thưa bác gái, con và Hiểu Linh thật sự rất yêu nhau. Chúng con đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Tuyệt đối không phải là yêu đương tùy tiện gì đâu, thưa bác. Bầu không khí tự dưng lại có chút căng thẳng. Bà cô cất lời xoa dịu. Thôi được rồi, bà nó. Bà nó bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Mẹ cô lại quay sang nhìn Giang Hạo Thiên, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hiểu Linh nhà tôi từ nhỏ đã được yêu thương, cưng chiều hết lòng. Cậu thật lòng yêu con bé, hay cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, vui vẻ thoáng qua, rồi phủ bỏ trách nhiệm. Vốn dĩ, giới nghệ sĩ đã lắm thị phi, tình cảm trong giới cũng sớm nắng chiều mưa. Bao nhiêu lần yêu đương trong vánh rồi lại chia tay. Thậm chí còn có không ít cuộc tình, sau khi mà đường ai nấy đi thì không ngừng đấu tố nhau, chỉ trích nhau. Chính vì như vậy mà mẹ cô vô cùng lo lắng. Giang Hạo Thiên là chủ tịch công ty quản lý nghệ sĩ, gặp gỡ làm việc với rất nhiều người nổi tiếng, mỹ nhân nào, siêu sao nào hàng đầu trong và ngoài nước anh cũng gặp qua rất nhiều rồi. Chính vì vậy mẹ cô sợ anh chỉ xem cô là một thú vui nhất thời. Đến cũng nhanh mà đi thì cũng nhanh, phủ tình ra đi không thèm quay đầu nhìn lại. Lời nói của bà Hồ thật sự là rất gay gắt. Đối với nhiều người nhạy cảm có thể sẽ cảm nhận lời lẽ đó rất khó nghe. Thái độ của người đàn ông không hề cau có hay là tỏ ra khó chịu bất bình. Giang Hạo Thiên giữ vững sự ôn nhu nhẹ nhàng đáp. Còn đối với Hiểu Linh là thật lòng. Con xin hai bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ cưới cô ấy. Nghe lời khẳng định từ anh, mẹ cô cũng không còn hằn học thêm nữa. Trong bữa cơm tối, ba mẹ cô đã có dịp trò chuyện hiểu rõ hơn về Giang Hạo Thiên. Thật ra, Hồ phu nhân muốn nghiêm nghị một chút để mà xem xét thái độ, phản ứng của anh thế nào. Điều bà lo lắng là anh không yêu con gái mình thật lòng. Nhưng mà qua những gì anh khẳng định tình cảm của mình, ba mẹ cô bớt đi phần nào âu lo. Trông vẻ mặt của vợ chồng Hồ lão gia rất khác thường,
Hai người họ nhìn nhau, đắn đo một hồi, thì cuối cùng ba cô chủ động lên tiếng. Hiểu Linh này, thật ra lần này ba mẹ về nước, bên cạnh việc thăm con, thì ba mẹ muốn nói với con một chuyện rất quan trọng. Hiểu Linh đang dùng cơm chợt khựng lại, cô đặt đũa xuống rồi lên tiếng. Dạ vâng, có chuyện gì thì ba mẹ cứ nói đi, con đang nghe đây. Mẹ cô đưa mắt nhìn sang Giang Hạo Thiên, anh tinh ý lên tiếng. Dạ, vậy con xin phép ra ngoài một chút ạ. Hiểu Linh cũng nhận ra ý của mẹ, lập tức nắm tay anh giữ lại. Anh ấy không phải là người ngoài, cho nên ba mẹ cứ nói đi, con đang nghe đây. Ba mẹ cô lại một lần nữa nhìn nhau. Đến lúc này thì họ không muốn kéo dài thêm nữa, chuyện gì cần nói cuối cùng cũng phải nói ra. Ba mẹ có đọc được tin tức xoay quanh câu chuyện thân phận của con liên quan đến nữ diễn viên Sa Diệp An. Cô bắt đầu nhận ra điều bất thường. Giang Hạo Thiên chăm chú lắng nghe câu chuyện đã và đang diễn ra. Đó chỉ là tin lá cải vô căn cứ, ba mẹ đừng bận tâm ạ. Lúc này thái độ của Hồ phu nhân chợt trùng xuống, giọng nói của bà pha một chút run run lo lắng. Mẹ không rõ thân phận thật sự của con có liên quan gì đến nữ diễn viên Diệp An đó không, nhưng thật ra con không phải là con ruột của ba mẹ, Hiểu Linh à? Cô lặng người vì quá sốc, không thể nào tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mọi chuyện tại sao lại ập đến bất ngờ như thế này? Người đàn ông bàng hoàng đưa mắt nhìn cô, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô để trấn an. Ba, mẹ, hai người đang nói đùa với con đấy à? Mẹ cô rơi nước mắt. Hồ lão gia vốn dĩ mạnh mẽ, cho nên ông cất lời khẳng định. Những gì mẹ con vừa nói hoàn toàn là sự thật. Ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con, Hiểu Linh. Vào ngày bài báo đồn đoán thân phận của cô được đăng tải, ba mẹ cô đã đọc được nó. Hai người đã mang nỗi canh cánh trong lòng về việc giấu con gái thân phận thật sự từ lâu rồi, bởi vì họ sợ cô sẽ đau lòng, khó chấp nhận nên không nói ra. Sau khi bàn bạc với nhau, vợ chồng Hồ lão gia quyết định sẽ nói sự thật với Hiểu Linh. Họ có chút suy đoán về bài báo kia, lỡ như bà Sa Diệp An thật sự là người thân của cô như bài báo đã viết, thì việc họ giấu cô thân phận thật sự sẽ khiến cho cô càng sốc hơn, thậm chí làm lỡ, chậm trễ cơ hội cô được đoàn tụ với người thân ruột thịt của mình. Lúc này đến cả ăn, cô cũng không nuốt trôi, đôi mắt của cô ngấn lệ. Giang Hạo Thiên liên tục xoa nhẹ bờ vai của cô trấn an. Sao lại như vậy chứ? Con không tin, ba mẹ đang gạt con có đúng không? Hồ phu nhân rơi nước mắt, bà lắc đầu. Điều ba mẹ vừa nói hoàn toàn là sự thật. Chính vì không muốn giấu con thêm nữa nên ba mẹ quyết định nói cho con biết sự thật. Cách đây hơn 20 năm, ba mẹ đã nhận nuôi con ở bệnh viện khi mà con vừa chào đời được 3 ngày và con bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. Hiểu Linh nghe đến đây, nước mắt vô thức rơi xuống, trong mắt dần dần chuyển sang màu đỏ, cổ họng cô nghẹn ứ. Cô thốt lên trong nỗi đau đớn, hụt hẫng. Không, con không tin đâu, ba mẹ lừa con, chỉ đang lừa con thôi, có đúng không? Nói xong cô đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng. Ba mẹ cô cất tiếng gọi. Hiểu Linh, Hiểu Linh à? Thế nhưng cô không đáp, cứ như vậy mà đi thẳng. Giang Hạo Thiên hoang mang rối bời, anh nhìn sang hai vị phụ huynh. Dạ, con xin phép. Nói xong anh cũng vội vàng rời đi, vào trong phòng xem tình hình của cô thế nào. Ba mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đều nặng trĩu, toàn là u buồn và lo lắng. Trở về phòng, cô cuộn mình trong chăn. Giang Hạo Thiên bước vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh cô, cất lời vỗ về. Anh rất hiểu cảm giác của em, nhưng mà suy cho cùng, dù là ba mẹ nuôi thì có làm sao đâu nào. Họ vẫn yêu thương em hết lòng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em. Công sinh không bằng công dưỡng, máu mủ không phải chỉ dựa vào huyết thống, mà trên hết là tình cảm gia đình, là tình yêu thương giữa con người dành cho con người. Những lời khuyên nhủ, phân tích sâu sắc từ Giang Hạo Thiên, cô không thể phủ nhận, nhưng bởi vì cô đang quá sốc, quá đau lòng cho nên khóc lớn hơn. Giang Hạo Thiên nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng. Có anh ở đây, và có cả ba mẹ luôn luôn yêu thương em,
Em đừng khóc. Anh rất sợ nhìn thấy cô khóc, nhưng mà trong tình cảnh này anh hiểu rõ cô đau đớn thế nào, nên cứ để cho cô khóc một chút với nỗi lòng của mình. Cả đêm đó cô thút thít trong lòng anh, đến đôi mắt xinh đẹp cũng đã trở nên sưng húp. Anh phải dỗ dành cô suốt mấy giờ liền. Đến khi mà Hiểu Linh bình tâm trở lại, anh khuyên cô đối diện với ba mẹ để lắng nghe xem mọi chuyện cụ thể là thế nào. Ba mẹ cô sau đó đã kể tất cả về chuyện xảy ra năm xưa cho cô nghe. Vợ chồng Hồ Lão Gia vốn dĩ hiếm muộn, cưới nhau đã 10 năm mà không có một mụn con nào. Hai vợ chồng thường xuyên đi đến khắp các bệnh viện nổi tiếng từ trong nước lẫn ngoài nước để tìm kiếm hy vọng. Ai chỉ dẫn ở đâu chữa được hiếm muộn thì họ cũng tìm đến. Nhưng sau bao nhiêu năm vất vả, kết quả vẫn chỉ là con số không. Trong lần đến khám bệnh ở bệnh viện Bạch Vân, bác sĩ khuyên họ nên nhận con nuôi, bởi vì khả năng để họ có thể có con gần như là không được. Bác sĩ tư vấn, dù con ruột hay con nuôi, chỉ cần họ nuôi nấng đứa trẻ bằng tất cả tình yêu thương thì cũng chẳng khác nào máu mủ ruột già. Vợ chồng Hồ Lão Gia rất đắn đo, vì dù sao thì cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sinh ra được đứa con ruột của mình. Hơn nữa, họ đã tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc trong nhiều năm, hy vọng có được đứa con ruột. Bây giờ phải chuyển hướng nhận con nuôi, họ đắn đo. 3 ngày sau, bệnh viện Bạch Vân bất ngờ gọi điện cho vợ chồng Hồ Lão Gia. Bác sĩ nói rằng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện, hỏi xem là hai người có muốn nhận bé làm con nuôi không. Nếu không thì bé gái tội nghiệp sẽ được đưa đến cô nhi viện chăm sóc. Sau một hồi đắn đo, hai vợ chồng Hồ Lão Gia đã quyết định đến bệnh viện gặp đứa nhỏ. Nhìn thấy bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, bụ bẫm nằm trong nôi, trái tim Hồ phu nhân như muốn tan chảy. Ánh mắt của em bé rất to, rất tròn, long lanh nhìn bà, nở ra nụ cười khúc khích. Trong giây phút đó, bà đã bế đứa nhỏ lên rồi lên tiếng nói: "Con ơi, mẹ đây rồi." Hai vợ chồng Hồ phu nhân quyết định nhận nuôi đứa bé. Bà cảm thấy bé gái này thật sự là con của mình. Từ ngày đón cô về nhà, bầu không khí của tổ ấm nhỏ trở nên ấm áp hơn. Hai vợ chồng đặt tên cho bé gái là Hồ Hiểu Linh. Mỗi ngày hai vợ chồng thay phiên nhau chăm sóc cho con, được tận hưởng cảm giác làm ba làm mẹ mà họ ao ước bấy lâu nay. Hồ Lão Gia rất yêu chiều con gái nhỏ, mỗi ngày đi làm về đều ghé cửa hàng dành cho trẻ em mua đồ chơi cho Hiểu Linh. Ông mua nhiều đồ đến mức mà mẹ cô phải dành một phòng trống riêng chỉ để chứa đựng đồ chơi của con gái. Từ lúc nhận nuôi cô đến tận bây giờ, vợ chồng ông đều xem cô là con ruột, thậm chí họ không còn nghĩ đến việc cô là con nuôi nữa. Hiểu Linh ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, thật sự là niềm tự hào của vợ chồng Hồ Lão Gia. Ngồi bên cạnh mẹ, Hiểu Linh không thể nào kiềm chế được rơi nước mắt. Giọng nói của cô nghẹn ngào vang lên: Con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương con, chăm sóc nuôi dạy con nên người trong suốt thời gian dài như vậy. Hồ phu nhân đưa tay vén tóc của con gái: Ba mẹ phải cảm ơn con mới đúng, bởi vì con đã đến với gia đình chúng ta. Đối với ba mẹ, con mãi mãi là thành viên không thể nào thiếu được. Bà nội cô và cả ông bà ngoại đều biết cô không phải là con ruột của vợ chồng Hồ Lão Gia, nhưng họ vẫn rất yêu thương cô, thật sự xem cô là con cháu ruột trong gia đình. Mọi người đều dành cho nhau cái nhìn đầy xúc động, rồi cả nhà ôm nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc. Giang Hạo Thiên ngồi ghế đối diện nhìn gia đình cô giải bày tất cả tâm sự, nói rõ sự thật cho nhau nghe, cảm thông cho nhau, làm cho lòng anh vừa vui mừng vừa đồng thời xúc động trước tình thân gia đình. Dưới sự động viên của ba mẹ và cả Giang Hạo Thiên, cô quyết định sẽ liên lạc với bà Diệp An để hỏi rõ về bài báo kia. Một chi tiết bất ngờ khó hiểu đó chính là danh tính nhà báo đã đăng thông tin về thân phận của cô lên mạng. Sau khi mà Giang Hạo Thiên cho người quản lý bộ phận an ninh mạng lần theo địa chỉ của tài khoản đăng tin tức, họ tìm ra thông tin người đăng tải bài viết này chính là nhà báo Phan Tịnh Na. Bà vốn dĩ là bạn thân của nữ diễn viên Sa Diệp An. Chính vì lẽ đó, nhận định xoay quanh vấn đề bà Diệp An có liên quan đến cô càng được củng cố thêm phần chắc chắn.
Nào ngờ đâu trước khi mà Hiểu Linh chủ động liên lạc với bà Diệp An, bà đã gọi điện cho cô trước. Hành động nhanh hơn cô một bước, bà hẹn gặp cô tại nhà riêng của mình, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Giang Hạo Thiên đưa cô đến nhà của bà Diệp An, sau đó thì anh rời đi. Đến khi mà cô nói xong chuyện với bà ấy, anh sẽ quay lại đón. Bước vào trong căn nhà rộng lớn, bà Diệp An đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn thấy cô, ánh mắt bà mang theo nhiều tâm tư, đâu đó là sự ân hận, dè dứt và có cả xấu hổ. Con đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đi. Hiểu Linh ngồi đối diện với người phụ nữ, chưa nói bất kỳ lời nào, nhưng mà tâm tư của cô đã rối bời đến kỳ lạ. Con không muốn dài dòng, cho nên sẽ hỏi thẳng, chuyện bài báo đó có liên quan đến cô đúng không? Rốt cuộc cô biết những gì về thân phận của con chứ? Trái ngược với sự nôn nóng của Hiểu Linh, người phụ nữ rất bình tĩnh, rót trà vào tách cho cô. Có lẽ bà biết rằng để nói rõ chuyện này cần từ tốn mà kể ra ngọn ngành. Trước khi trả lời câu hỏi của con, cô muốn kể cho con nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nói về một người mẹ tồi tệ, vô tâm và đáng trách. Từng lời bà nói ra vừa chua xót lại thấm đẫm sự bi ai. Hơn 20 năm về trước, bà Diệp An đã đem lòng yêu một người đàn ông, nhưng bà không ngờ rằng người mình yêu đã có vợ rồi. Ông giấu bà rất kỹ, ông khẳng định mình vẫn còn độc thân cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ. Đối với bà Diệp An, yêu là sự tin tưởng, vì quá tin vào người mình yêu mà cuối cùng bà bị gắn mác là tiểu tam, hứng chịu vô vàn lời gièm pha của người đời. Chia tay người đàn ông đó sau 3 năm yêu nhau mặn nồng, vì người yêu của mình đã có gia đình, bà đau đớn trong suốt thời gian dài khi mất đi tình yêu. Sự nghiệp vừa chớm nở thì tụt dốc, chao đảo vì scandal. Trong một lần đến quán bar giải sầu với những người bạn, bà đã uống rất say. Trong hơi men say mềm, bà đã trải qua tình một đêm với người đàn ông lạ mặt. Đến khi mà bà tỉnh dậy thì người đàn ông đó đã bật vô âm tín. Chớ trêu thay, mọi chuyện chưa dừng lại khi mà thời gian sau bà phát hiện ra bản thân mình đã mang thai, là con của người đàn ông bà không biết mặt đã qua đêm kia. Ban đầu bà còn định sẽ bỏ đứa bé đi, bởi vì sự việc tiểu tam gần đây đã khiến cho danh tiếng của bà ảnh hưởng quá nhiều. Bà mẹ bà đã rất buồn lòng vì điều đó. Bây giờ mà vác bụng bầu về quê thì chẳng khác nào bôi cho chát chấu vào mặt của gia đình. Ở quê của bà, con gái không chồng mà có thai thì chẳng khác nào là một tội đồ, sẽ bị người đời khinh khi và chỉ trích. Nhưng mà đến cuối cùng thì lương tâm của bà không cho phép bà bỏ đi em bé trong bụng mình. Bà Diệp An quyết định giữ lại đứa bé, âm thầm rời khỏi thành phố An Thập, cũng không trở về quê hương, sợ gia đình biết chuyện mình mang thai. Một mình bà đến thành phố Hạ Ninh để sinh sống, chờ ngày em bé ra đời, tránh để cho người khác biết được, đặc biệt là giới báo chí. Sau khi hạ sinh Hiểu Linh, bà xa Diệp An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện và bỏ cô ở trong bệnh viện, bởi vì bà còn muốn tiếp tục hoạt động trong showbiz, không muốn vì đứa bé mà ảnh hưởng đến công việc của mình sau này. Bà cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ, càng không muốn ba mẹ của mình biết con gái có thai và một mình sinh con. Hiểu Linh cứ như vậy mà bị bỏ lại ở bệnh viện Bạch Vân, Hạ Ninh. Sau 3 ngày không có tung tích về mẹ của đứa bé, bệnh viện đã gọi điện cho vợ chồng Hồ Lão Gia. Và cuối cùng họ đã từ An Thập đến bệnh viện Bạch Vân đón cô về nhận nuôi. Sau khi nghe tất cả sự thật, trong lòng Hiểu Linh dấy lên một sự đau đớn. Quá nhiều bi ai trong câu chuyện này, càng chua xót hơn khi mà cô chính là kết quả không mong muốn của cuộc tình một đêm. Éo le khi mà đến tận bây giờ, thật lòng bà Diệp An cũng không biết ba ruột của cô là ai. Về chuyện nhà báo Phan Tịnh Na bất ngờ đăng bài có liên quan đến bà Diệp An, thế nhưng bà ấy cũng không phải là cố ý. Vốn dĩ nhà báo Tịnh Na là bạn thân suốt mười mấy năm của bà Diệp An, cho nên bà tâm sự với nhà báo về việc tìm lại đứa con ruột mà mình đã bỏ rơi trong suốt 2 thập kỷ. Nhìn thấy vết bớt trên vai cô, bà đã rất sốc, bởi vì bà nhớ rõ đứa con gái nhỏ của mình năm xưa vừa chào đời cũng có vết bớt hình hoa hồng màu đỏ ở vai trái. Để xác thực nghi ngờ,
bà đã hỏi thăm và lên mạng tìm hiểu đời tư của Hiểu Linh. Trên hết, trong lần lấy cớ chải tóc cho cô, bà Diệp An đã lấy vài sợi tóc vương vấn trên lược của cô để mà âm thầm mang đi xét nghiệm ADN. Khi biết cô thật sự là con ruột của mình, bà vừa vui mừng vừa bối rối, không biết đối diện với cô thế nào. Sau khi biết sự thật, nhà báo Tịnh Na bác bỏ đạo đức nghề nghiệp, muốn có tin hot khuấy đảo showbiz nên tự ý đăng bài bóng gió. Dù không thẳng thừng khẳng định nhưng cũng mập mờ ám chỉ về thân phận thật sự của Hiểu Linh. Mọi chuyện từ đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bà Diệp An. Bà oán trách người bạn thân của mình đẩy sự việc đi quá xa, rồi đăng bài xăm soi đời tư mà không được sự cho phép của người trong cuộc. Nghe xong tất cả mọi chuyện, mặt cô đọng lệ, đến cả cất lời cũng không biết phải nói gì nữa. Chợt bà Diệp An rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển đến bên cạnh cô, đặt tay lên tay của cô, nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con vì năm đó đã bỏ con lại. Là mẹ không tốt, là mẹ tồi tệ. Suốt nhiều năm qua, mẹ luôn luôn sống trong ân hận. Mẹ đã trở lại bệnh viện Bạch Vân để tìm con. Thế nhưng họ nói rằng con đã được nhận nuôi và họ không có thông tin liên lạc. Cô rút tay ra khỏi tay của bà ấy. Chuyện đau buồn xảy ra bất ngờ thế này, thật tâm là cô vẫn chưa thể chấp nhận. Chuyện này đến quá bất ngờ, con vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Mong cô hãy hiểu cho con. Cô vẫn chưa thể gọi bà là mẹ, bởi vì cú sốc này quá lớn đối với cô. Cứ ngỡ đâu gia đình êm ấm mình gắn bó bấy lâu nay thật sự là người thân máu mủ. Nhưng giờ đây cô biết mẹ ruột của mình là một người khác. Đau lòng hơn nữa khi mà ngay cả mẹ cô cũng không rõ ba cô là ai, và sự xuất hiện của cô trên đời là một sự cố ngoài ý muốn, là nỗi nhục, là sự xấu hổ của mẹ ruột, đến mức mà bà từng muốn bỏ cô khi cô chỉ còn là một bào thai. Chuyện này đúng là quá xót xa đối với cô. Hiểu Linh không đủ bình tĩnh để mà tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ ruột. Cô cắt đứt cuộc trò chuyện khi bà liên tục nói. Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi con. Mong con tha thứ cho mẹ, để nửa đời còn lại của mẹ có thể được ở bên cạnh con. Chúng ta nói chuyện này sau đi, con cần thêm thời gian. Bây giờ con xin phép về trước. Cô nói xong thì đứng dậy, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình không chảy ra quá nhiều. Rồi cô nhanh chân rời đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt ân hận đến nhói đau của người mẹ đang dày dứt với tội lỗi năm xưa. Ngồi trên xe, Hiểu Linh im lặng. Cô hướng mắt nhìn qua cửa kính xe để mà quan sát khung cảnh bên ngoài đường xá. Có như vậy cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Giang Hạo Thiên tập trung lái xe nhưng không quên đưa mắt nhìn cô. Đèn đỏ dừng lại, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng mịn nụ hôn ngọt ngào như sự xoa dịu tinh tế. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, cho nên em không cần phải ép bản thân mình chấp nhận ngay. Cứ từ từ, thời gian trôi qua từng ngày, em sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cô nhìn anh, bên cạnh luôn có một người đồng hành an ủi, động viên và cho cô những lời khuyên chân thành. Cuộc đời này đối với cô như vậy là đã quá ý nghĩa rồi. Em hiểu mà, em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không ép bản thân mình vội vàng chấp nhận. Mà bây giờ em đói rồi. Đèn chuyển xanh, anh lái xe mỉm cười trước sự đáng yêu của cô. Xem ra tâm trạng của cô vẫn ổn, vẫn biết đòi ăn và kêu đói. Anh hiểu cô là người suy nghĩ tích cực, hơn nữa cô không muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho mình. Anh biết có một nhà hàng Pháp mới mở, chúng ta đến đó ăn có được không? Cô nở ra nụ cười tươi tắn, nắm chặt tay anh. Được chứ, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh. Đứng trước cửa phòng ăn, cô hít thở sâu một hơi rồi tiến vào bên trong. Cô hồi hộp hoang mang bởi vì không rõ tại sao mẹ của Giang Hạo Thiên, Giang phu nhân lại hẹn gặp riêng cô ngày hôm nay. Bà căn dặn cô chỉ được đến đây một mình thôi. Điều quan trọng hơn cả, bà muốn cô giữ bí mật về việc bà hẹn gặp mình, kể cả Giang Hạo Thiên, cô cũng không được nói cho anh biết. Bước vào bên trong, bàn ăn được dọn đủ các món, nhưng đó chỉ là hình thức thôi. Còn việc quan trọng sắp phải nói ngay sau đây. Nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, phong thái quý tộc cao sang,
Cô lễ phép cúi đầu. Dạ, con chào bác. Bà đưa mắt, một đôi mắt không thân thiện nhìn cô rồi lạnh giọng nói. Cô ngồi xuống đi. Sự lạnh lùng và thái độ không vui vẻ của Giang phu nhân làm cho cô nhận ra có điều gì đó bất thường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lên tiếng nói. Dạ thưa bác, không biết là bác muốn gặp riêng con có chuyện gì quan trọng không? Bà không trả lời câu hỏi của cô mà thẳng thừng hỏi ngược lại. Cô là con gái ruột của Gia Diệp An sao? Đến lúc này, tuy rằng cô chưa rõ nguyên nhân nhưng đã chắc chắn cuộc nói chuyện hôm nay không có gì tốt đẹp. Sau khi đắn đo vài giây, cô không thể nào giấu giếm mà thành thật lên tiếng đáp. Dạ vâng ạ, thưa bác. Điều Giang phu nhân mong chờ và muốn khẳng định đó chính là câu trả lời này đây. Nghe như vậy, thái độ bà ta càng ngày càng trở nên gay gắt, khó coi gấp bội phần. Nếu như vậy thì tôi cũng không ngại mà nói thẳng, tôi không chấp nhận để cho Hạo Thiên yêu cô đâu. Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Trái tim cô như chết lặng trước lời nói nhẫn tâm dứt khoát thốt ra từ miệng của Giang phu nhân. Tình cảm này đối với cô có khác nào mạng sống đâu. Cô cất lời vang xin. Tại sao bác lại không chấp nhận con? Con có làm gì sai đâu. Con thật lòng rất yêu anh Hạo Thiên. Con xin bác hãy suy nghĩ lại. Nếu như con sai ở đâu, con xin bác nói cho con biết, nhất định con sẽ sửa. Giang phu nhân trợn mắt, lời lẽ càng ngày càng khó nghe. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ của cô đã tồi tệ đến mức cướp chồng người khác thì cô cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Tránh xa con trai tôi ra, tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của Giang gia, cô hiểu không? Trở về nhà, nước mắt cô lưng tròng, còn chưa kịp vào đến phòng, Hiểu Linh đã ôm mặt khóc nức nở. Nghĩ đến những lời nói mẹ Giang Hạo Thiên đã nói với mình, nghĩ đến đoạn tình cảm bi ai này, trong phút chốc lòng cô dấy lên suy nghĩ dại dột. Những nỗi đau thăng trầm bủa vây, không còn đâu một Hiểu Linh vui tươi, suy nghĩ lạc quan và tích cực nữa. Chỉ còn 2 ngày cô sẽ cùng với anh về ra mắt gia đình Giang gia. Nào ngờ đâu xảy ra mọi chuyện, mẹ anh còn thẳng thừng bảo không chấp nhận cô là con dâu. Bà mẹ cô thấy con gái đã về nhưng mà khóc đến đỏ cả mắt thì vừa hoang mang vừa bối rối. Hồ phu nhân ngồi xuống bên cạnh con. Có chuyện gì thế Hiểu Linh, sao con lại khóc thế này? Bà cô cũng vội vàng hỏi han con gái. Chồng cô khóc đến tội, bà mẹ nào nhìn thấy mà không đau lòng cơ chứ? Có chuyện gì xảy ra, con cứ nói cho ba mẹ biết đi Hiểu Linh. Cô lắc đầu, cố gắng lau nước mắt nhưng mà lệ cứ tuôn rơi. Dì Mai lo lắng vội vàng bước đến xem thế nào. Con xin lỗi, nhưng bây giờ con chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Con xin phép vào trong phòng. Vợ chồng Hồ Lão Gia và dì Mai đều ngây người bởi vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô nghĩ cô là do áp lực công việc hoặc là đang gặp trục trặc yêu đương với Giang Hạo Thiên. Bà nhìn sang dì Mai lên tiếng nói. Chắc là con bé đang rất buồn, hôm nay dì cứ để tôi vào bếp. Con bé thích nhất là món canh bí hầm xương do tôi nấu đấy. Dì Mai gật đầu, Hồ Lão Gia thì thở dài vì lo cho con. Không biết con bé gặp chuyện gì mà khóc nhiều như vậy. Đợi khi nào tâm trạng của nó đỡ hơn thì em thử nói chuyện với nó xem sao. Hồ phu nhân gật đầu đáp. Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Đến tối, Giang Hạo Thiên trở về. Hôm nay anh bận nhiều công việc nên về nhà hơi muộn. Cô không ra cửa đón anh như bình thường, làm cho anh linh tính có chuyện gì đó bất ổn xảy ra. Bà mẹ cô thấy Giang Hạo Thiên trở về thì nói cho anh biết hôm nay tâm trạng cô không tốt, đến cả cơm chiều cũng không buồn ăn. Bước vào trong phòng, anh thấy cô đang cuộn mình trong chăn. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lên tiếng. Có chuyện gì thế em? Em nói cho anh biết đi. Bà mẹ nói em không chịu ăn cơm, có đúng không? Hiểu Linh vẫn im lặng, nghĩ đến những lời mà Giang phu nhân đã nói và chuyện bà một mực cấm cản hai người đến bên nhau. Trái tim cô đau đớn, không thể nào kiểm soát. Anh cảm thấy cô đang rất tâm trạng nên không muốn trả lời. Giang Hạo Thiên đi tắm và quay trở lại. Anh nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, Hạo Thiên. Người đàn ông bàng hoàng trước những gì mà cô vừa nói,
Anh còn nghĩ rằng bản thân mình nghe nhầm rồi. Anh nhón người dậy. Em nói như vậy là sao chứ? Anh không hiểu gì cả, Hiểu Linh. Cô gượng người ngồi dậy, cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn. Không rõ bản thân mình phải làm thế nào trước tình cảnh hiện tại nữa. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em muốn có thời gian bình tâm lại một chút. Câu trả lời này đối với anh là hoàn toàn không thỏa đáng. Rõ ràng chỉ vừa sáng nay hai người vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây thái độ, lời nói của cô lại hoàn toàn khác. Anh chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Ngày mốt anh và em sẽ về Giang Gia để ra mắt ba mẹ. Sao bây giờ em lại như vậy chứ? Nghe đến chuyện ra mắt, trong cơn lòng cô lại đau đớn như cắt. Anh nào biết rằng mẹ anh không thích cô, thậm chí còn gặp mặt cấm cản cô đến với anh. Em không muốn cùng anh về ra mắt gì nữa. Từ ngày mai anh cũng đừng đến nhà em nữa. Những lời nói của Hiểu Linh làm cho người đàn ông vừa hụt hẫng vừa đau lòng lại có chút bực mình. Em nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh đã làm gì sai mà em đối xử với anh như vậy chứ? Trong lòng cô lúc này rất đau đớn, nhưng mà thật sự mọi chuyện liên tục ập đến, đổ dồn lên đầu cô một lượt, làm cho cô đến cả thở cũng cảm thấy nặng nề. Cô không muốn anh vì mình mà cãi nhau với Giang phu nhân. Cô cũng không nỡ xa anh. Có điều mẹ anh không chấp nhận cuộc tình này thì cô biết phải làm sao? Anh không làm gì sai cả. Nếu có sai thì người sai cũng là em. Sự vòng vo của cô làm cho anh muốn phát điên. Đến cuối cùng thì cô cũng không nói rõ vấn đề. Anh không muốn trong lúc mất bình tĩnh nói ra lời không hay, cho nên anh bước xuống giường lấy áo khoác. Không cần phải chờ đến ngày mai. Nếu em muốn thì anh sẽ đi ngay bây giờ. Anh nói xong thì rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô thất thần ngồi trên giường, ôm lấy hai chân của mình, dòng lệ trên khóe mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Giang Hạo Thiên rời khỏi nhà cô, anh lái xe trở về villa. Anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Hiểu Linh tuyệt đối không phải là người vô duyên vô cớ mà tìm cách hờn dỗi như vậy. Nhưng bây giờ anh hỏi cô không trả lời. Cả hai người rõ ràng rất yêu nhau mà lại phải gánh chịu hết chuyện này đến chuyện khác. Đúng là quá mệt mỏi rồi. Chuyện tình cảm tự dưng lại trắc trở. Anh và cô giờ đây đang giận nhau. Cho nên để giải sầu, Giang Hạo Thiên đã gọi điện cho Mã Triết Luân và nhà thiết kế Đỗ Nguyên Lâm. Anh muốn cùng với hai người bạn thân của mình uống rượu giải sầu. Họ chốt kèo hẹn gặp nhau ở nhà của Triết Luân, không say không về. Trong lúc đang buồn vì tình thì rất cần có anh em chí cốt tâm sự với bớt muộn phiền. Theo giờ hẹn, Giang Hạo Thiên đến nhà Triết Luân, một căn hộ chung cư cao cấp. Anh ta cũng giống như Giang Hạo Thiên, chỉ sống có một mình. Anh ấn mật khẩu cửa, trên tay anh đang cầm một túi mồi nhậu, hôm nay quyết chiến đến thả ga. Nhưng mà sắc mặt của anh liền thay đổi khi mà chưa kịp đẩy cửa vào, đã có người ra mở cửa, mà người đó thì không ai khác là Mã Khiết Ninh. Vẻ mặt hớn hở, ăn mặc hở hang với chiếc váy ngắn 2 giây. Giang Hạo Thiên phát sốt vì phải nhìn cái quái gì đây cơ chứ. Anh đến rồi, anh mau vào nhà đi, anh Hạo Thiên. Người đàn ông vẫn đứng bên ngoài lạnh giọng đáp. Tại sao cô ở đây? Cô ta óng mẹo, giọng nói nhão đi vài phần. Ý anh là em không thể nào ở đây sao? Chẳng lẽ bây giờ Giang Hạo Thiên lại nôn ngay tại chỗ này thì khó coi quá. Cô ta đường đường là diễn viên nổi tiếng mà lố lăng lẳng lơ đến mức hạ thấp bản thân mình, không thể nào chấp nhận được. Con đàn bà mưu mô này đã nghe được điện thoại hẹn kèo gặp mặt của Triết Luân và Giang Hạo Thiên vào ngày hôm qua khi mà cô ta đến thăm anh trai. Vì biết mật khẩu nhà của Triết Luân, cô ta dễ dàng vào bên trong để cho anh ta về trễ, tạo cơ hội cô ta ở nhà gặp mặt và quyến rũ Giang Hạo Thiên. Mã Khiết Ninh giả vờ có việc bận nhờ Triết Luân đi lấy đồ giúp mình ở địa chỉ khá xa, vào đúng giờ mà anh ta có hẹn với Giang Hạo Thiên và Nguyên Lâm. Vì thương em gái nên Triết Luân đã đồng ý ngay. Bà nãy Triết Luân có nhắn tin với Giang Hạo Thiên và Nguyên Lâm nói rằng sẽ về muộn một chút. Vì là bạn thân cho nên anh biết mật khẩu nhà của Triết Luân.
Triệt luôn bảo anh cứ đến trước, chờ lát nữa anh ta sẽ về sau. Nào ngờ đâu chưa kịp bước vào trong đã nhìn thấy Trà Xanh đứng trơ trơ chắn lối ra vào thế này. Giang Hạo Thiên im lặng không thèm trả lời, anh quay người rồi đi. Cô ta nắm tay áo giữ anh lại rồi vội vàng rút tay của mình ra. Anh đi đâu thế? Vào trong đi chứ. Giang Hạo Thiên không muốn để tâm đến người con gái này, nhưng mà suy cho cùng thì Mã Khiết Ninh cũng là nghệ sĩ do công ty mình quản lý. Anh ho nhẹ vài tiếng, sự hở hang của cô ta làm cho anh không dám nhìn thẳng. Ăn mặc đàng hoàng một chút đi. Lúc ở một mình, cô ta muốn ăn mặc ra sao anh không quan tâm, nhưng mà đứng trước mặt đàn ông lại hở bạo thế này thì không thể nào chấp nhận được. Trái ngược với thái độ chán ngấy của Giang Hạo Thiên, cô ta mỉm cười rất bình thản. Sao thế? Em thấy mặc thế này cũng rất bình thường mà. Rõ ràng chiếc váy cô ta đang mặc có khác gì váy ngủ đâu, ngắn đến trên gối, hai dây mỏng manh lại còn khoét sâu, quá bỏng mắt. Tự dưng cô ta nhào đến ôm lấy cổ của Giang Hạo Thiên, anh vội vàng đẩy cô ta ra, giọng nói hằn học. Cô điên rồi đúng không? Cô ta nhìn thẳng vào mắt của Giang Hạo Thiên, nụ cười đắc ý khó hiểu. Dù sao thì thiên hạ cũng nghĩ chúng ta đang hẹn hò nhau rồi còn gì nữa. Sao chúng ta không biến tin đồn thành sự thật luôn đi? Suy nghĩ ấu trĩ, điên khùng của cô ta làm cho anh tức giận, khinh bỉ đến mức nhìn cô ta cũng thấy mệt mỏi. Anh quay mặt đi, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Lâm đến nơi. Anh ta mỉm cười nói với Giang Hạo Thiên. Cậu cũ mới đến à, Hạo Thiên? Nguyên Lâm quay sang thì thấy Mã Khiết Ninh đang đứng ở cửa. Anh ta nở ra nụ cười pha chút ngạc nhiên. Chào em, không ngờ em cũng ở đây. Giang Hạo Thiên vội vàng khoác tay lên vai của Nguyên Lâm, kéo anh ta đi. Chúng ta giao quán thôi. Nguyên Lâm ngớ người, anh ta nào hiểu có chuyện gì xảy ra đâu. Sao lại giao quán? Chẳng phải đã hẹn với Triết Luân là tụ tập ở nhà cậu ấy rồi sao? Bỏ lại đằng sau tiếng gọi của Mã Khiết Ninh, anh đã thẳng thừng kéo Nguyên Lâm rồi đi. Đến quán, rồi chúng ta gọi điện cho cậu ấy sau. Bị anh làm lơ từ đầu đến cuối, cô ta vừa quê vừa tức giận. Mã Khiết Ninh tự cho rằng mình quyến rũ, xinh đẹp, ấy vậy mà Giang Hạo Thiên vẫn không hề đoái hoài đến. Buổi tối, trong căn phòng tĩnh lặng, người con gái nằm dài trên giường vì mệt mỏi. Không hiểu sao bữa cơm lúc chiều cô vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy buồn nôn, không sao tả xiết. Hiểu Linh xem lại lịch đánh dấu ngày rụng dâu, cô chợt giật mình khi mà phát hiện ra mình đã trễ kỳ kinh tận 3 tuần rồi. Linh cảm về một điều gì đó, cô ngồi bật dậy rời khỏi phòng, bởi vì không thể nào tự ra ngoài mua que thử thai. Cô sợ có ai đó nhìn thấy mình, đành nói chuyện này với mẹ cô. Hồ phu nhân mở to mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên kèm theo nét sững sờ lộ rõ trên gương mặt. Con có thai sao? Lúc chiều ba mẹ cô ra ngoài mua sắm, khi về nhà cô dùng cơm một mình, cho nên mẹ cô nào biết chuyện cô ngửi thấy mùi thức ăn như thường lệ, này lại bị buồn nôn đâu. Cái này con cũng không biết nữa. Nhưng mà sao con cứ có cảm giác không được tốt cho lắm, mẹ giúp con nha. Hồ phu nhân nhìn con gái thở dài. Sao hai hôm nay mẹ không thấy Giang Hạo Thiên về đây? Hai đứa cãi nhau à? Cô không muốn mẹ thêm lo lắng nên đành nói dối mẹ để yên tâm. Dạ không có đâu, lâu rồi Hạo Thiên không về nhà, cho nên mấy hôm nay anh ấy về xem nhà cửa thế nào thôi. Hồ phu nhân nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô có nói thật hay không mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt của cô là biết rõ. Nhưng mà con gái đã không muốn tâm sự thì bà cũng không ép. Thôi được rồi, để mẹ đi mua cho. Mà lỡ như con có thai thật thì sao? Khổ nỗi con là người nổi tiếng, chắc chắn sẽ bị truyền thông dòm ngó đấy, Hiểu Linh. Một lúc sau, mẹ cô trở về, hai mẹ con hành động trong âm thầm, tạm thời chưa thể nào để cho Hồ lão gia biết chuyện này. Hồ phu nhân hồi hộp ngồi trên ghế sofa chờ đợi con gái thử thai. Cô đi vào trong nhà vệ sinh, bản thân cô cũng lo lắng, trái tim đập mạnh trong lúc chờ đợi kết quả. Hiểu Linh bước ra ngoài, Hồ phu nhân thấy sắc mặt của cô không mấy ổn thì đã tự có câu trả lời cho bản thân. Thế nhưng muốn chắc chắn, bà cất lời hỏi rõ. Thế nào rồi con? Cô đưa que thử thai lên trước mặt của mẹ. Là hai vạch vô cùng sắc nét. Mà vốn dĩ là người mẹ hiền lành, nhỏ nhẹ,
Dù rất sốc và rối bời, thế nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhất. Bởi vì Hồ phu nhân biết cô cũng rất nhọc lòng, áp lực khi mà đối diện với điều này, mà không muốn con gái mình chịu thêm căng thẳng nữa. Thật tâm thì cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có con với Giang Hạo Thiên, nhưng đồng thời cô cũng không ngừng lo lắng khi mà đứa nhỏ lại xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Bây giờ con phải làm thế nào đây mẹ? Cô ngồi xuống giường, cảm xúc hỗn loạn. Chuyện tình cảm của cô và anh đang trong giai đoạn khó khăn, cản trở, thì cô lại phát hiện ra mình có thai. Hồ phu nhân nhẹ giọng, trước hết phải trấn an con gái đã. Con cứ bình tĩnh, đợi đến sáng mai con thử lại xem sao. Buổi sáng thử thì kết quả mới chính xác cao được. Tuy tạm thời nói như vậy để trấn an con, nhưng Hồ phu nhân cảm thấy việc cô mang thai gần như là chắc chắn rồi. Trở về Giang gia, hôm nay Giang phu nhân gọi điện cho Giang Hạo Thiên. Bà nói rằng bà muốn anh về nhà ăn cơm cùng với gia đình một bữa. Trên bàn ăn, Chu Dì đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng một cách lạ thường. Tối nay con ngủ lại Giang gia một hôm đi. Giang Hạo Thiên không nghĩ ngợi mà nhanh chóng đáp. Buổi tối con còn có việc phải làm rồi. Tự dưng thái độ của Giang phu nhân trở nên gay gắt. Con lại đến gặp Hồ Hiểu Linh có đúng không? Lúc này đây, anh bắt đầu cảm nhận có điều gì đó bất ổn. Thái độ của mẹ anh khi nhắc đến cô rất cau có và không một chút nào thân thiện. Cô ấy là người yêu của con, chúng con gặp nhau là chuyện rất bình thường thôi mà. Quả thật tối nay anh định sẽ đến nhà tìm cô. Giang Hạo Thiên không thể nào im lặng để hai người hờ hững với nhau thêm nữa. Chỉ mới có hai ngày không gặp nhau mà anh đã nhớ cô không chịu được rồi, phải nhanh chóng làm hòa với cô thôi. Mẹ cũng không muốn dài dòng đâu. Nói thẳng nhá, mẹ không chấp nhận con yêu Hồ Hiểu Linh. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều ngạc nhiên. Hồ lão gia nhíu mày. Kìa bà nó. Bà ta quay sang trừng mắt với chồng. Chuyện này chẳng phải là do ông còn gì nữa. Với sự tinh ý của mình, anh đã dần hiểu ra nguyên nhân tại sao thái độ của cô lại đột ngột thay đổi như vậy. Chắc chắn là có liên quan đến mẹ anh rồi. Tại sao mẹ lại không chấp nhận cô ấy chứ? Hiểu Linh, cô ấy chẳng làm sai điều gì cả. Con còn chưa đưa cô ấy về nhà ra mắt mà mẹ đã ngăn cản rồi. Giang Dư Thuyên ngồi bên cạnh anh trai, trông thái độ của cả nhà tự dưng lại căng thẳng trong bữa cơm, làm cho cô hoang mang vô cùng. Bây giờ cho dù có muốn xen vào, Dư Thuyên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ không chấp nhận Hồ Hiểu Linh bởi vì mẹ của nó là Tiểu Tam, con hiểu chưa? Lúc này đây, Hồ lão gia cúi mặt xuống. Giang Dư Thuyên sững sờ bởi vì mẹ mình tự dưng lại lớn giọng. Giang Hạo Thiên đã hiểu mẹ anh muốn đề cập đến chuyện gì, nhưng mà đối với anh, tất cả những điều đó không quan trọng bởi vì anh rất yêu Hiểu Linh. Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô ấy? Hiểu Linh không có lỗi gì cả. Mẹ không cảm thấy mình như vậy là quá vô lý sao? Giang phu nhân nở ra nụ cười nhếch môi khi mà đứa con trai của mình một mực bênh vực người con dâu mà bà chưa từng chấp nhận. Nếu Sa Diệp An giật chồng bất kỳ người đàn ông nào khác thì mẹ có thể nhân nhượng chấp nhận Hồ Hiểu Linh. Nhưng đâu phải là con không biết. Năm xưa bà ta đã giật chồng của mẹ, suýt chút nữa đã cướp mất ba của các con rồi đấy. Có lẽ chấp niệm về kẻ thứ ba trong suy nghĩ của Giang phu nhân là quá lớn, mà đã quên mất rằng nếu người đàn ông của mình đủ tốt và không cho cơ hội thì chẳng có người thứ ba nào có thể xen chân vào. Hơn nữa, bà Sa Diệp An cũng chỉ là nạn nhân, nhưng lại chẳng mấy ai chịu tin tưởng những gì bà nói. Giang Hạo Thiên giữ im lặng vài giây. Anh biết chuyện mẹ mình vừa nói bởi vì năm đó Giang lão gia ngoại tình với bà Diệp An và lừa dối bà chuyện vẫn còn độc thân. Lúc đó Giang Hạo Thiên tầm 7-8 tuổi và anh nhớ rõ chuyện này cho đến tận lúc lớn. Nhưng mà chuyện Giang phu nhân vừa nói lại khiến cho Dư Thuyền rất sốc, bởi vì cô biết ba mình từng ngoại tình, nhưng nào ngờ người tình đó lại chính là bà Sa Diệp An. Năm đó Dư Thuyền cũng chỉ 3 tuổi nên chưa hiểu chuyện. Vì muốn giữ gia đình trọn vẹn cho các con, Giang phu nhân quyết định tha thứ cho chồng để mấy đứa nhỏ có đủ cả ba cả mẹ. Sau bao nhiêu lần đấu tranh, bà quyết định không ly hôn. Nhưng giờ đây, mẹ ruột của người con gái
mà con trai bà yêu lại chính là người tình năm xưa của chồng bà. Nỗi hận tưởng chừng như đã nguôi ngoai của Giang phu nhân lại bộc phát, dẫn đến việc bà không chấp nhận Hiểu Linh. Giang lão gia xấu hổ về chuyện năm xưa, ông bối rối ngồi trên bàn ăn mà không thốt lên được một lời nào. Giang Hạo Thiên thì rất điềm tĩnh, anh thẳng thừng dứt khoát nói: chuyện đã qua thì hà cớ gì mẹ phải bới móc nó lên. Hiểu Linh là vô tội, đừng bắt cô ấy phải gánh chịu đau khổ do người lớn gây ra. Cho dù mẹ không đồng ý thì con cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Dư Thiên nhìn theo anh trai của mình cất tiếng gọi: anh à. Giang phu nhân cũng tức giận mà hét: Giang Hạo Thiên, con đứng lại đó cho mẹ. Đêm đã khuya, tiếng chuông cửa vang lên văng vẳng. Dì Mai bước ra ngoài, nhìn qua mắt mèo trên cửa, rồi vội vàng gõ cửa phòng nói với Hiểu Linh: cậu Hạo Thiên đến đây con. Cô đang nằm trên giường liền bật dậy. Rõ ràng anh biết mật khẩu nhà cô, nhưng mà vẫn ấn chuông chờ mở cửa. Anh đang muốn chờ cái gì đây? Cho dù cô là người nói rằng cả hai đừng bao giờ gặp nhau nữa, nhưng chính cô cũng nhớ anh, nhớ đến mức trằn trọc hai ngày qua. Làm gì đi đâu cũng nghĩ đến anh, cô tự cảm thấy mình mụ mị quá rồi. Bước chân ra ngoài phòng khách, cô không nhịn được mà đi ra mở cửa, nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, chợt ôm chầm lấy cô, cảm nhận mùi hương nước hoa thoang thoảng. Anh sắp nhớ cô đến phát điên lên. Anh rất nhớ em, anh không thể nào xa em được. Anh không muốn chúng ta như vậy với nhau nữa, Hiểu Linh. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông, cảm giác ấm áp ở trong vòng tay anh. Em... Khi mà cô còn đang ngập ngừng, anh lập tức nói thẳng thừng: là do mẹ anh có đúng không? Anh đã biết tất cả rồi. Đến lúc này thì cô không thể nào kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. Giang Hạo Thiên vội vàng đưa tay áp lên má cô, lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má. Em đừng khóc, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ chỉ là vì nhất thời kích động, đau lòng vì chuyện cũ cho nên mới như vậy thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em. Anh ôm cô vỗ về. Rõ ràng cô nói sẽ không gặp anh, vậy mà giờ đây không nỡ cất lời, bảo anh đi về đi. Chỉ trách cô là người thiếu nghị lực trước người đàn ông này thôi. Sáng hôm sau, Hiểu Linh dậy từ sớm để cùng dì Mai nấu ăn cho ba mẹ và Giang Hạo Thiên. Anh thức giấc đã không thấy cô ở trong phòng. Anh vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhưng tự dưng sững sờ khi phát hiện ra một điều gì đó. Hiểu Linh chuẩn bị xong bữa ăn sáng, cô mời ba mẹ ra dùng bữa, rồi vào phòng định đánh thức anh dậy, nhưng mà Giang Hạo Thiên đã dậy được một lúc rồi. Vừa nhìn thấy cô bước vào, anh đã vòng tay ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Hiểu Linh mỉm cười hạnh phúc, giọng nói dịu dàng: anh ra ngoài ăn sáng đi, em chuẩn bị xong xuôi cả rồi đấy. Giang Hạo Thiên có chút suy nghĩ, nhưng rồi anh quyết định làm rõ chuyện thắc mắc trong lòng. Anh xòe lòng bàn tay của mình ra trước mặt cô. Hiểu Linh hoang mang ngây người khi mà thấy trong tay anh là que thử thai. Em có thai rồi sao, Hiểu Linh? Câu hỏi thẳng thắn từ anh làm cho cô thoáng ngượng ngùng, bối rối. Cô chợt nhớ đến hôm qua và sáng nay cô đã thử đi thử lại rất nhiều lần để chắc chắn xem là mình có thai hay không. Khi anh đang đánh răng, cô lại vô tình nhìn thấy. Khi anh đang đánh răng thì lại vô tình nhìn thấy một que thử thai hai vạch để trên bồn rửa mặt. Và nhìn vào trong sọt rác thì thấy có thêm vài que thử thai nữa, tất cả đều là hai vạch. Hiểu Linh ngập ngừng, nhưng rồi sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Giang Hạo Thiên mỉm cười hạnh phúc, anh hôn lên trán của cô, dáng vẻ hào hứng làm cho cô có chút bất ngờ. Vậy là anh sắp được làm ba rồi. Cô khẽ cười, dù việc cô có thai nằm ngoài dự tính, nhưng mà thái độ vui vẻ, mong chờ của người đàn ông này làm cho cô nhẹ nhõm hẳn ra. Cho dù cô biết Giang Hạo Thiên là người đàn ông có trách nhiệm, nhưng cô vẫn lo lắng khi mà anh đối mặt với chuyện cô mang thai. Cuối cùng thì chuyện này cũng êm xuôi rồi. Mấy ngày qua, Giang lão gia và Giang Dư Thuyên đã hết lời khuyên nhủ Giang phu nhân. Họ hy vọng rằng bà có thể chấp nhận chuyện tình cảm của anh và cô. Dù sao thì tình yêu của họ cũng cần có mẹ anh ủng hộ thì mới có thể trọn vẹn. Còn nói gì? Hồ Hiểu Linh có thai rồi sao? Giang Hạo Thiên ngồi đối diện với mẹ mình,
Anh bình thản, ôn nhu lên tiếng. Đúng vậy, con muốn nhanh chóng cưới cối làm vợ. Mẹ anh thoáng im lặng. Mấy ngày qua, thực ra thì bà đã suy nghĩ rất nhiều. Cách đây vài hôm, bà Sa Diệp An cũng đến nhà của Hiểu Linh. Bà ấy muốn gắn kết tình cảm mẹ con với cô, nên cố gắng gần gũi cô hơn, đến nhà cô cùng nhau nấu ăn và trò chuyện. Mẹ nuôi là Hồ Phu Nhân có dịp trò chuyện với mẹ ruột cô, bà Diệp An. Sau thời gian ngắn giấu giếm, Hiểu Linh đã kể với mẹ nuôi về muộn phiền trong lòng khi mà tình cảm của cô và Giang Hạo Thiên bị ngăn cấm. Trong lúc tâm sự, Hồ Phu Nhân có nói chuyện khiến cho Hiểu Linh buồn lòng thời gian qua là Giang Phu Nhân không chấp nhận cô bởi vì quá khứ của bà Diệp An không tốt. Chính vì không muốn chuyện tình yêu của con gái vì quá khứ của mình mà bị cản trở, bà Diệp An đã quyết định đích thân đến Giang gia để gặp Giang Phu Nhân. Ban đầu, cô trò chuyện khá căng thẳng vì thái độ gay gắt của Giang Phu Nhân. Nhưng mà đến cuối cùng, những lời thuyết phục xin lỗi thành tâm trong nước mắt của bà Diệp An đã phần nào làm cho mẹ của Giang Hạo Thiên phải suy xét kỹ lại. Mẹ anh có chút đăm chiêu suy nghĩ về người tình năm xưa của chồng mình sẽ trở thành xui gia với vợ chồng bà. Dù sao thì, dù cho có cố gắng độ lượng thì trong lòng vẫn khó có thể nào xem mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, bà cất lời. Nếu con yêu Hồ Hiểu Linh đến như vậy thì sự ngăn cản của mẹ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là lời nói ngầm khẳng định bà ấy đã không còn ngăn cản chuyện đôi trẻ đến với nhau nữa. Tin tức lan truyền chấn động những ngày vừa qua trong giới showbiz, nữ diễn viên Mã Khiết Ninh đã bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng chất cấm. Cụ thể là vài ngày trước, trong lúc Mã Khiết Ninh vui chơi tưng bừng với những người bạn của mình trong một quán bar lớn, thì cảnh sát đã đột ngột ập vào trong để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm nam nữ sử dụng chất cấm, trong đó có Mã Khiết Ninh. Tất cả đều bị áp giải về đồn lấy lời khai. Mã Khiết Ninh khăng khăng nói rằng cô ta bị những người đi cùng dụ dỗ. Hiện tại vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ. Sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Nhiều fan hâm mộ còn quay xe vì hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của cô ta. Người khổ tâm nhất hiện nay trong vụ việc của Mã Khiết Ninh chính là Mã Chiết Luân và ba mẹ cô ta ở quê. Bây giờ Mã Chiết Luân đang tìm cách thuê luật sư cũng như chuẩn bị tiền để có thể làm mọi cách xin giảm án cho em gái. Bị Giang Hạo Thiên từ chối nhiều lần, cô ta rơi vào trong trạng thái buồn bã, tiêu cực bởi tình yêu mù quáng không thể nào dứt ra được. Trong lúc đến quán bar cùng đám bạn xấu thì đã bị rủ rê và sử dụng chất cấm. Đứng ngắm nhìn bản thân mình ở trước gương, Hiểu Linh tự hài lòng với vẻ ngoài của mình lúc này đây. Chiếc váy trắng tinh khôi, xòe nhẹ nhàng, mái tóc dài mượt được uốn xoăn lơi, gương mặt tươi tắn, tô chút son môi ngọt ngào. Cô rất xinh đẹp mà không cần trang điểm quá cầu kỳ. Nghe tiếng mở cửa phòng, Hiểu Linh quay người lại, nở ra nụ cười, nhìn người đàn ông đang bước tới. Em mặc như vậy có đẹp không? Giang Hạo Thiên bước đến gần cô, vòng tay ôm eo cô, giọng nói dịu dàng, ánh mắt đắm say, trìu mến. Em mặc cái gì cũng đẹp hết. Cô mỉm cười thật tươi, anh hôn lên má của cô. Cô đứng mắt nhìn anh, tâm tư đang thắc mắc. Mà anh nói sẽ đưa em đến một nơi, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế? Giang Hạo Thiên cười gian. Tự dưng tối qua anh bảo rằng sáng nay sẽ đưa cô đến một nơi vô cùng đặc biệt, nhưng khi cô hỏi đi đâu thì anh không nói nữa. Người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô. Lát nữa em sẽ biết thôi. Lại còn ra vẻ bí mật, không thể bật mí với cô nữa. Giang Hạo Thiên đúng là đáng ghét. Ngồi trên xe chờ đợi đến nơi, không hiểu sao trong lòng Hiểu Linh cảm thấy hồi hộp và mong chờ khó tả. Xe dừng chân trước cổng của một căn biệt thự sang trọng. Ngay lập tức người làm ra mở cổng, thì lúc này cô mới hoang mang lên tiếng. Đây là đâu vậy anh? Linh cảm trong cô đã mập mờ đoán ra được, thế nhưng cô vẫn muốn nghe anh khẳng định thêm một lần nữa. Giang Hạo Thiên ôn nhu đưa tay vén tóc cô. Đây là nhà của ba mẹ anh. Quả đúng như những gì mà cô đang suy nghĩ, Hiểu Linh lo lắng lên tiếng. Nhà của ba mẹ anh sao? Sao anh không nói trước với em là chúng ta sẽ đến đây?
Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Hơn nữa mẹ anh... Giang Hạo Thiên hiểu rõ những lo lắng trong lòng cô. Nhìn biểu hiện của cô thế này, anh biết cô lo và bối rối. Anh dịu dàng nắm tay cô, xoa dịu tâm trạng cho cô. Em yên tâm, mẹ đã không còn ngăn cấm chúng ta rồi. Có anh ở bên cạnh em sẽ không sao cả. Em cứ thoải mái, đừng nghĩ gì nhiều nha. Bây giờ cho dù cô có nghĩ nhiều hay không thì anh cũng đã đưa cô đến tận đây rồi còn gì nữa. Tên đàn ông chết bầm này. Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, hai người bước vào trong nhà. Anh nắm tay cô, Hiểu Linh càng ngày càng siết chặt tay anh vì run sợ. Vừa đi vào bên trong, cô đã nhìn thấy vợ chồng Giang Lão Gia ngồi trên ghế sofa. Dù sao thì nhìn thấy mẹ anh, cô cũng cảm thấy căng thẳng vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng mà điều đặc biệt khiến cho cô chú ý hơn cả, đó chính là không gian phòng khách được bố trí rất nhiều lọ hoa tươi, trông đẹp mắt vô cùng. Dạ, con chào hai bác. Ba anh mỉm cười đầu tiên. Giang phu nhân sau vài giây nghiêm mặt thì cũng cười đôn hậu. Con ngồi xuống đi. Giang Hạo Thiên nhẹ nhàng đưa cô ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ của mình. Giang phu nhân nhẹ giọng nói. Bác xin lỗi vì chuyện lần trước đã làm cho con tổn thương. Là do bác ích kỷ quá, chỉ biết nỗi đau của mình mà làm liên lụy đến người khác. Cô vội vàng lên tiếng đáp. Dạ không sao đâu bác, mọi chuyện cũng đã qua rồi bác à. Anh nhìn ba mẹ của mình, họ hiểu ý, rồi tự dưng vợ chồng Giang Lão Gia đứng dậy đi vào bên trong. Cô hoang mang quay sang hỏi Giang Hạo Thiên. Hai bác đi đâu vậy anh? Rồi âm thanh náo nhiệt vang lên, cô quay đầu lại nhìn. Hiểu Linh bất ngờ trước sự xuất hiện của tất cả mọi người. Vợ chồng Giang Lão Gia và Giang Dư Thuyên trên tay mỗi người cầm bó hoa hồng lớn. Trên mỗi bó hoa có một chữ, ghép lại ba bó sẽ thành câu nói I love you, anh yêu em. Ngoài ra thì còn có cả ba mẹ nuôi của cô, vợ chồng Hồ Lão Gia và bà Sa Diệp An, mẹ ruột của cô. Tất cả đều hội tụ ở Giang gia. Cô đến ngớ người bởi vì chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi người, chuyện này là thế nào ạ? Giang Hạo Thiên nắm tay cô đứng dậy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh. Anh quỳ xuống trước mặt cô, lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Hiểu Linh, em có đồng ý làm vợ anh không? Cô xúc động không nói nên lời trong vài giây. Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, dặn dò mọi người đến Giang gia để mà chứng kiến giây phút hạnh phúc này. Những người thân yêu của cả hai đều đã có mặt ở đây. Anh chọn cầu hôn cô ở Giang gia bởi vì muốn tháo gỡ mắt xích trong lòng cô về việc mẹ anh ngăn cản tình yêu của hai người. Cũng như muốn từ hôm nay trở đi, hai bên gia đình trở thành Xui gia và cô chính thức là con dâu của Giang gia. Mọi người mỉm cười cùng nhau đồng thanh hô lên. Đồng ý đi nào. Hiểu Linh gật đầu, cô mỉm cười vui sướng. Em đồng ý. Giang Hạo Thiên đeo nhẫn cưới vào tay cô, cảm giác trọn vẹn, hạnh phúc khi mà đến cuối cùng hai người cũng có được một kết thúc viên mãn. Những người chứng kiến cũng vui lây, hạnh phúc cho cái kết này của anh và cô. Mọi người đồng thanh nói lớn. Hôn đi nào. Hai người nhìn nhau, Giang Hạo Thiên nhẹ nhàng vòng tay kéo cô vào trong lòng, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào trong bầu không khí ấm áp. Tìm được tình yêu đã khó, trân trọng và duy trì tình yêu lại không hề đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta yêu thương nhau chân thành, luôn luôn vì nhau, bền bỉ yêu nhau, thì nhất định sẽ cùng nhau tìm đến bến bờ của sự hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.